Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 168. Nói xong, nàng ta lập tức xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Nàng ta đã ẩn ra khỏi thời không vũ trụ này, đương nhiên có thể thoát khỏi vũ trụ loài người. Kỳ thực, nàng ta đã muốn rời khỏi thế giới vũ trụ loài người này từ lâu. Nhưng, nàng ta nguyện ý tin tưởng cô gái váy trắng, bởi vì cô gái váy trắng là người mạnh nhất mà nàng ta từng gặp. Nhưng, sau khi gặp tổ tiên thần nhân tộc này, nàng ta có hơi dao động. Cô gái váy trắng thật sự mạnh hơn tổ tiên thần nhân tộc sao? Nếu thật sự mạnh hơn, vì sao giờ phút này vẫn chưa xuất hiện? Mà đối phương không xuất hiện, vậy chỉ có một cách giải thích, đó là sợ. Bởi vậy, nàng ta trực tiếp chọn cách chạy trốn. Thấy Tĩnh Chi chạy trốn, Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn không trách đối phương, mỗi người đều quyền lựa chọn của riêng mình. Nhưng, hắn vẫn có hơi bất ngờ. Có một vài người ngươi cho là bạn bè, thực tế lại không phải. Một số người chỉ có thể cùng hưởng phú quý, mà không thể cùng chịu hoạn nạn. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tiểu An, cười nói, thật ra, muội cũng có thể đi. Tiểu An lắc đầu, trái tim ta đã trao cho huynh rồi. Người còn có thể đi đâu? Diệp Huyên. Một bên, Lâm Thiện cũng cười nói, xem ra, hôm nay là tai vạ khó tránh rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Lâm Thiện, mỉm cười, Lâm Thiện tiền bối, người cũng có thể đi. Lâm Thiện lắc đầu, ta nợ ngươi một ân tình này đương nhiên phải trả. Ông ấy có thể đột phá tiếp, đều là nhờ Diệp Huyên giúp cởi bỏ phong ấn. Diệp Huyên đang muốn nói, xa xa trong tinh không, lực lượng kia đột nhiên sôi bùng lên, trong nháy mắt, cả tinh không bắt đầu bị hủy diệt từng chút một. Mục tiêu của lực lượng này không đơn giản là Diệp Huyên hắn, mà là cả thế giới vũ trụ loài người. Mà giờ phút này, lực lượng này đang hủy diệt căn nguyên của vũ trụ. Không giữ được nữa rồi. Diệp Huyên cười khổ. Có một số việc, cho dù dùng hết toàn lực, cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt. Đương nhiên, hắn không thẹn với lòng. Hắn đã cố hết sức rồi. Nhưng vào lúc này, phía chân trời Yếm Chu đột nhiên nói, xem ra, cô gái váy trắng mà các người mong đợi sẽ không xuất hiện. Kỳ thực, ông ta vẫn đang chờ, chờ cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh xuất hiện, sau đó tóm cổ cả bọn. Nhưng hiện tại xem ra đối phương sẽ không xuất hiện. Phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng khủng bố kia, ngay sau đó, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy. Thiêu hồn. Mặc dù không địch lại đối phương, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù chết, thì cũng phải là chết trận. Ngay khi Diệp Huyên sắp ra tay, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hãi, khoan đã. Diệp thiếu khoan đã. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên bay ra. Người tới chính là quân đế. Khi nhìn thấy Diệp Huyên đang thiêu hồn, quân đế nhất thời run lên một cái, lão vội vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sau đó đập một chưởng lên vai Diệp Huyên. Ngọn lửa trên người Diệp Huyên biến mất. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tiền bối là... Quân đế vội vàng nói, cái gì mà tiền bối, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không ngại, ta gọi ngươi là đại ca. Đại ca. Diệp Huyên sững người. Ngươi lớn tuổi hơn ta, ngươi gọi ta đại ca. Có phải nhầm rồi không? Đúng lúc này, Yếm Chu ở xa xa phía chân trời đột nhiên nói, quân đế. Quân đế xoay người nhìn về phía đại trưởng lão Yếm Chu kia, cười ha ha, chính là bổn đế. Yếm Chu nhìn quân đế, người muốn giúp người này. Quân đế cười nói, có vấn đề gì sao? Yếm Chu nhìn chằm chằm quân đế, vì cái gì? Quân đế cười ha ha, chỉ dựa vào hắn là đại ca của ta. Đại ca. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, vị tiền bối này, chúng ta có quen nhau không? Quân đế nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, vừa rồi không phải làm quen rồi sao? Diệp Huyên. Đúng lúc này, lực lượng khủng bố trên tinh không kia đột nhiên dần dần tan biến. Ma vô tiên nhìn thấy vậy thì nhăn mày lại, lão quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một ông lão đang đứng ở đó. Người tới chính là thành chủ Hoang Thành. Yếm Chu nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
sao lão bất tử này cũng đến đây? Hơn nữa, nhìn tư thái này giống như đến giúp Diệp Huyên. Thành chủ Hoang Thành nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi có biết Thanh Nhi không? Thanh Nhi. Thành chủ Hoang Thành nheo mắt, cô gái mặc váy trắng. Diệp Huyên gật đầu, nàng chính là Thanh Nhi. Thành chủ Hoang Thành mỉm cười, biết. Diệp Huyên đã hiểu, chẳng trách đối phương đến hỗ trợ. Lúc này, Ma Vô Tiên đột nhiên nói, tinh tộc từ khi nào lại đứng cùng một phe với loài người rồi. Thành chủ Hoang Thành nhìn về phía Ma Vô Tiên, từ giờ phút này. Ma Vô Tiên lắc đầu cười, nực cười, thật không ngờ, tinh tộc ngươi thế mà tự đắm mình trong trụy lạc, hòa cùng với con người, thật sự là nực cười. Nếu tiên tổ của ngươi biết được, không biết có tức đến chết bất đắc kỳ tử hay không? Thành chủ Hoang Thành cười nói, cái này không cần ngươi bận tâm. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm thành chủ Hoang Thành, để ta xem, hôm nay ngươi có thể bảo vệ tộc người này không? Vừa dứt lời, lão đột nhiên trở bàn tay ép xuống. Trong nháy mắt, khoảng thời không nơi thành chủ Hoang Thành trực tiếp sụp đổ, phút chốc, thành chủ Hoang Thành rơi xuống đáy vực sâu thời không, áp lực thời không vô tận không ngừng ép về phía ông ta, muốn nghiền nát ông ta. Thành chủ Hoang Thành lắc đầu cười. Ông ta vốn có chút lo lắng, lo thực lực của lão tổ thần nhân tộc này khủng bố hơn cô gái váy trắng, nhưng hiện tại xem ra, đối phương vẫn không bằng cô gái váy trắng. Bởi vì lão tổ thần nhân tộc này vẫn chơi thời không chi đạo. Còn khi cô gái váy trắng kia xuất kiếm với ông ta không hề cảm nhận được đối phương sử dụng lực lượng gì. Rất rõ ràng, cảnh giới của cô gái váy trắng cao hơn vị tiên tổ thần nhân tộc này. Không nghĩ nhiều, thành chủ Hoang Thành phất tay áo lên, trong nháy mắt, vực sâu thời không xung quanh ông ta tế mà dần dần trở nên hư ảo. Ngay sau đó, ông ta xuất hiện ở trước mặt Ma Vô Tiên, tiếp sau đó, ông ta đánh một quyền ra. Một quyền đánh ra, thời không quanh Ma Vô Tiên lập tức biến thành lốc xoáy quỷ dị, mà toàn thân Ma Vô Tiên đều trở nên vặn vẹo. Lốc xoáy thời không. Đây là đã thay đổi cấu tạo thời không tầng thứ tư. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, hóa ra thời không tầng thứ tư còn có thể chơi như vậy. Ở sâu trong lốc xoáy thời không, Ma Vô Tiên nhếch miệng cười mỉa mai, lão phất tay áo, thời không xung quanh lập tức khôi phục bình thường. Mà lúc này, một quyền của thành chủ Hoang Thành đánh tới. Ma Vô Tiên chỉ tay một cái, phía trên đầu ngón tay, một tia sáng trắng chợt lóe qua. Cùng với tiếng nổ lớn vang lên, thành chủ Hoang Thành lùi liên tục mấy trăm trượng. Hơi ở thế bất lợi. Thành chủ Hoang Thành cười ha ha, lại xông lên một lần nữa. Mà lúc này, Yếm Chu ở phía dưới đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, tất cả thần nhân nghe lệnh, giết chết người này. Nói xong, ông ta lên dẫn đầu xông ra ngoài. Mà ở hắn bên người đích tất cả thần nhân tộc cường giả cũng là toàn bộ liền xông ra ngoài. Mục tiêu của tất cả thần nhân chỉ có một, đó chính là Diệp Huyên. Hiển nhiên, Yếm Chu muốn giết Diệp Huyên đến cùng. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, mẹ nó, thần nhân tộc này thật sự quá đề cao mình rồi. Không chỉ gọi tổ tông, còn muốn đánh tập thể mình. Lúc này, quân đế ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó ông ta vội vàng chắn ở trước mặt Diệp Huyên, giận dữ, muốn giết đại ca của ta phải bước qua xác quân đế ta trước đã. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên nghe thấy lời quân đế nói, lắc đầu cười, đồng thời, có một luồng ấm áp chảy trong lòng. Thanh Nhi. Hắn đương nhiên biết, sở dĩ quân đế như thế, chắc chắn không phải bởi vì Diệp Huyên hắn vẫn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Đối phương là vì Thanh Nhi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thầm thở dài. Bản thân thật sự là một người thế hệ thứ hai sao? Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, từng hơi thở mạnh mẽ bừng lên. Chỉ chốc lát, mười mấy tên cao thủ thần bí xuất hiện ở bốn phía, chặn các cao thủ của thần nhân tộc lại. Yếm Chu ở trên tinh không nhìn thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Thế mà lại có nhiều cao thủ trợ giúp Diệp Huyên như vậy. Yếm Chu nhìn chằm chằm quân đế ở trước mặt Diệp Huyên, quân đế, theo ta được biết. Ngươi còn có giao tình với một vị trưởng lão của thần nhân tộc ta,
tại sao ngươi phải như thế? Quân đế cười nói, công đạo tự tại lòng người, thần nhân tộc ngươi làm việc tàn ác vô nhân đạo như vậy, phàm là sinh linh có một chút lòng chính nghĩa cũng đều không thể mặc kệ ngồi nhìn, các ngươi. Yếm Chu giận tím mặt, nhảm nhí. Quân đế, năm đó ngươi chỉ vì lợi ích riêng đã giết hàng trăm vạn sinh linh, vậy mà hiện tại, ngươi lại ở đây nói chính nghĩa. Mặt mũi ngươi đâu? Nụ cười của quân đế dần trở nên lạnh lùng, lão tử chỉ nói một lời, Diệp Thiếu là đại ca của ta, thần nhân tộc ngươi muốn động đến hắn, vậy phải bước qua xác của ta trước đã. Diệp Huyên. Yếm Chu tức đến rung cả mặt, quân đế, ngươi dù sao cũng là cao thủ bậc chín, lại nhận một con người làm đại ca, ngươi không sợ sinh linh vạn vật của vũ trụ vô tận này chê nhạo hay sao? Quân đế cười khẽ chế nhạo ta, nếu bọn họ cảm thấy ta ngu xuẩn, vậy cười đi. Ta không thèm để ý. Yếm Chu nhìn chằm chằm quân đế, có phải bởi vì cô gái váy trắng kia không? Quân đế cười ha ha, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ông ta làm như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, người đang kéo dài thời gian. Ông ta vừa nói dứt lời, khoảng tinh không phía sau Yếm Chu đột nhiên rung lên, ngay sau đó, vô số cao thủ thần nhân tộc xông ra. Đây là cử hết toàn tộc ra. Trong đó có đến 4 vị cao thủ bậc 9, mà tộc trưởng thần nhân tộc Ma Diêm cũng ở trong số đó. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt quân đế trầm xuống. Ông ta thật không ngờ Yếm Chu này lại chơi ác như vậy, đây gần như là dốc hết tất cả lực lượng của toàn bộ thần nhân tộc. Yếm Chu nhìn quân đế, cô gái váy trắng rốt cuộc đã cho ngươi lợi lộc gì, lại khiến ngươi chỉ vì một gã loài người mà đối địch với thần nhân tộc ta. Đúng lúc này, xa xa phía trên tinh không đột nhiên truyền đến giọng của Ma Vô Tiên, chớ có hỏi nguyên do, nếu đã là kẻ địch của thần nhân tộc ta, vậy thì giết hắn. Yếm Chu còn muốn nói gì đó, Ma Diêm đột nhiên nói, giết. Vừa dứt lời, những cao thủ thần nhân tộc ở phía sau ông ta lập tức xông về phía đám người Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên, quân đế trầm giọng nói, Diệp Thiếu, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, ông ta bước lên trước một bước. Một lực lượng hùng mạnh tựa như núi lửa bùng nổ thổi quét ra từ trong cơ thể ông ta. Quân đế trực tiếp ngăn hai cao thủ bậc 9 của thần nhân tộc lại. Lúc này, Ma Diêm xông về phía Diệp Huyên, nhưng, ông ta vừa mới ra tay, một ông lão đã chắn trước mặt ông ta. Chính là tinh Việt của tinh tộc. Tinh Việt nhìn Ma Diêm, ngay sau đó, không gian xung quanh Ma Diêm đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu xanh quỷ dị. Ma Diêm híp mắt lại, tinh phù chi đạo, tinh tộc ngươi thật sự muốn chỉ vì một con người mà đối địch với thần nhân tộc ta. Tinh Việt gật đầu, đúng. Ma Diêm có chút nghi hoặc, vì sao? Tinh Việt im lặng một lúc, sau đó nói, chỉ số thông minh không cùng một cấp độ, không thể trả lời. Ma Diêm nổi giận, dám sỉ nhục ta. Vừa dứt lời, ông ta chợt đánh một quyền. Ầm vang. Tinh không xung quanh tinh Việt lập tức biến thành một cái lốc xoáy, nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, những phù văn màu xanh quỷ dị kia biến thành một lồng giam thời không nhốt Ma Diêm trong đó. Vẻ mặt Ma Diêm trở nên nghiêm túc. Mà lúc này, đại trưởng lão Yếm Chu cũng xông về phía Diệp Huyên, nhưng là, ông ta vừa xông đến trước mặt Diệp Huyên, một ông lão của tinh tộc đã chắn trước mặt ông ta. Ông lão tinh tộc này cũng là cao thủ bậc 9. Yếm Chu nhìn thấy người đến, sắc mặt liền trầm xuống. Giờ phút này, ông ta càng cảm thấy bất an hơn. Tinh tộc đây là dốc toàn lực giúp đỡ Diệp Huyên a. Vì cái gì? Nhất định là vì cô gái váy trắng. Mà cô gái váy trắng rốt cuộc đã dùng cái gì làm giao dịch, khiến cho cả tinh tộc dốc toàn lực giúp đỡ Diệp Huyên. Theo ông ta, hiện tại nên tạm thời ngưng chiến, sau đó tìm hiểu rõ ràng điểm này, đáng tiếc. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đã không thể kiểm soát được nữa. Sau khi bị Yếm Chu bị chặn lại, Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, thần nhân tộc đã còn không còn cao thủ bậc 9. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, xa xa phía chân trời, đầu của một thần tướng thần nhân tộc trực tiếp bay ra ngoài. Giết trong chớp mắt. Cao thủ dưới bậc 9 căn bản không thể tiếp nổi một kiếm của Diệp Huyên. Sau khi giết chết một thần tướng bằng một kiếm, Diệp Huyên không dừng lại, lại chém một kiếm ra. Rất nhanh, từng cái đầu của các cao thủ thần nhân tộc liên tiếp bay ra.
giống như giết gà vậy. Khi nhìn thấy một màn này, Yếm Chu thay đổi sắc mặt rõ rệt, ông ta vội vàng nói, ngăn cản Diệp Huyên. Nhưng mà giờ phút này, trong thần nhân tộc căn bản không có người có thể ngăn cản Diệp Huyên. Chính vào lúc này, xa xa phía trên tinh không, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngay sau đó, một ông lão liên tục lùi về sau. Chính là thành chủ Hoàng Thành giao đấu với Ma Vô Tiên. Sau khi đánh lui thành chủ Hoàng Thành, Ma Vô Tiên đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, sau đó chỉ tay ra. Phía dưới, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, rút kiếm chém mạnh một nhát. Rút kiếm định sinh tử. Ầm vang. Cùng với một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên trực tiếp rơi xuống vực thẳm thời không tầng thứ tư. Ma Vô Tiên chuẩn bị ra tay lần nữa, thành chủ Hoang Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Ma Vô Tiên híp mắt lại, không biết lượng sức. Vừa dứt lời, lão đánh một quyền ra. Thành chủ Hoang Thành cũng đánh một quyền ra. Cả hai đều là một quyền rất đơn giản. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, khoảng thời không nơi hai người đứng lập tức bị hủy diệt. Thành chủ Hoang Thành lại lùi về sau. Ma Vô Tiên nhìn thành chủ Hoang Thành, ngươi là muốn tinh tộc ngươi bị diệt tộc sao? Thành chủ Hoang Thành cười nói, Diệp công tử này, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm thành chủ Hoang Thành, ta còn chưa chết. Thành chủ Hoang Thành im lặng. Bản thể của Ma Vô Tiên vẫn chưa chết. Ma Vô Tiên lại nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ ngươi cùng các cao thủ tinh tộc của ngươi rời đi, ta sẽ nể mặt tiên tổ tinh tộc, bẻ qua chuyện cũ. Còn nếu ngươi khăng khăng muốn giúp người này, thì ta cam đoan với ngươi, tinh tộc sẽ bị thần nhân tộc ta giết sạch. Thành chủ Hoang Thành cười nói, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Diệp công tử. Ma Vô Tiên nhìn thành chủ Hoang Thành, một lát sau, lão lắc đầu, hành vi của ngươi khiến ta khó mà hiểu nổi. Thành chủ Hoang Thành cười ha ha, không cần hiểu, Ma Vô Tiên, nếu ngươi có bản lĩnh, hôm nay hãy tiêu diệt tinh tộc ta. Nếu không, hôm nay tinh tộc sẽ cùng sống chết với Diệp công tử. Ma Vô Tiên gật đầu, ta thành toàn ngươi. Nói xong, cơ thể lão bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Thấy vậy, thành chủ Hoang Thành cau mày lại, đây là sắp biến mất. Rất nhanh, ông ta làm như nghĩ đến điều gì, đồng tử mắt co lại, đối phương đây là bản thể sắp đến. Mà bên kia, đám người Yếm Chu cũng đã phát hiện ra một màn này, khi Yếm Chu phát hiện bản thể của Ma Vô Tiên sắp giáng lâm, trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Sự việc phát triển đến hiện tại thay đổi nhanh như vậy. Chỉ có bản thể Ma Vô Tiên đích thân tới, mới có thể giải quyết triệt để đám người Diệp Huyên. Đám người Ma Diêm cũng đã dừng lại. Đều là cao thủ bậc 9, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể giết được ai. Mà hiện tại, bọn họ chỉ cần chờ bản thể của tiên tổ mình xuống, như vậy, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Sắc mặt của thành chủ Hoang Thành cũng hoàn toàn trầm xuống. Ông ta cũng không ngờ tới chuyện lại phát triển đến mức độ này. Thần nhân tộc không chỉ vừa lên đã gọi tổ tông, mà Vô Tiên càng là muốn để bản thể đích thân xuống. Đây là không giết Diệp Huyên không được. Quân đế đi đến bên cạnh thành chủ Hoang Thành, trầm giọng nói, đối phương nhiều nhất mất bao lâu để đến đây. Thành chủ Hoang Thành lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Quân đế hỏi, làm sao bây giờ? Thành chủ Hoang Thành lại lắc đầu, không biết. Một phần hồn của tiên tổ thần nhân tộc đã có thể đánh ép ông ta, nếu là bản thể tới, ông ta khẳng định là không thể đánh lại, bởi vì đối phương rất có khả năng đã đạt đến cao thủ bậc 10. Nghĩ đến đây, sắc mặt thành chủ Hoang Thành càng trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, hai vị tiền bối. Thành chủ Hoang Thành và quân đế nhìn về phía Diệp Huyên ôm quyền, sau đó nói, N tình giúp đỡ vừa rồi của hai vị tiền bối. Diệp Huyên ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Quân đế cười nói, đều là việc nhỏ. Diệp Huyên lắc đầu, với ta mà nói, là chuyện lớn sống chết. Hai vị tiền bối, các người hãy trở về đi. Chuyện giữa ta và thần nhân tộc, cứ để ta tự mình giải quyết. Hắn cũng không coi sự giúp đỡ của đối phương là lẽ đương nhiên. Thành chủ Hoang Thành hơi do dự, sau đó nói, tiểu hữu, nếu bản thể của Ma Vô Tiên đích thân đến, chúng ta quả thật không thể ngăn cản ông ta, không biết tiểu hữu có thể liên lạc với vị tiền bối váy trắng kia không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Nghe vậy,
Thành chủ Hoang Thành thở dài trong lòng. Lúc này, quân đế đột nhiên nói, nàng sẽ không bỏ mặc đâu. Thành chủ Hoang Thành trầm lặng. Giờ phút này ông ta có chút do dự. Có nên đặt cược lớn hơn không? Hiện tại, Diệp Huyên đã nợ ông ta một ân tình, nhưng là, nếu hiện tại ông ta dẫn tinh tộc rời đi, như vậy, ân tình này sẽ không xem như là một ân tình lớn, lợi ích ngày sau có được chắc chắn sẽ có hạn. Mà nếu như tiếp tục ở lại cùng Diệp Huyên đối đầu với Ma Vô Tiên, ân tình kia sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn. Ngộ nhớ cô gái váy trắng thật sự không xuất hiện, vậy mọi người thật sự sẽ phải cùng chết. Hơn nữa, cho dù cô gái váy trắng xuất hiện, lỡ như không địch lại Ma Vô Tiên, vậy thì cũng chết. Đánh cược hay không? Giờ phút này trong lòng thành chủ Hoang Thành vô cùng rối rắm. Nhưng vào lúc này, quân đế đột nhiên cười nói, ta ở lại. Thành chủ Hoang Thành nhìn về phía quân đế im lặng một lát, sau đó nói, lão bất tử, khi đối mặt với Ma Vô Tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Thành chủ nói, hùng mạnh. Quân đế lại hỏi, vậy khi ngươi đối mặt với tiền bối váy trắng thì sao? Sắc mặt thành chủ Hoang Thành trở nên hơi khó coi. Sợ hãi. Khi đối mặt với cô gái váy trắng, ông ta thấy sợ hãi. Nghĩ đến đây, thành chủ Hoang Thành đột nhiên cười nói, tinh Việt ta đã sống 1.800.000 năm, nếu không thể tiến thêm một bước, sống thêm 1.000.000 năm cũng có ý nghĩa gì? Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười to, Diệp tiểu hữu, hôm nay tinh tộc ta sống chết cùng ngươi. Nếu sống, ngày sau vẫn mong Diệp thiếu nói vài câu tốt đẹp với tiền bối váy trắng, để nàng chỉ điểm vài phần, lão phu và tinh tộc vô cùng cảm kích, nếu chết. Hết thảy đều kết thúc, ha ha. Ông ta đánh cược rồi. Không chỉ dùng tính mạng bản thân và gia đình mình, mà còn mang theo cả tính mạng của toàn tộc. Quân đế hơi sợ hãi. Ông ta không ngờ lão già này lại cược lớn đến vậy, ngay cả tinh tộc cũng mang ra rồi. Chơi thế này có vẻ hơi lớn. Đương nhiên, quân đế ông ta sao không phải là cược lớn chứ? Ông ta không nắm chắc nhất định thắng. Ông ta không hối hận. Cảm giác của ông ta đối với cô gái váy trắng là sợ hãi từ sâu thẳm đáy lòng. Trực giác nói cho ông ta biết, phải tin tưởng cô gái váy trắng. Bên cạnh, sắc mặt Diệp Huyên hơi phức tạp. Tất nhiên hắn biết, sở dĩ hai người này dám đặt tiền cược lớn như vậy là bởi vì Thanh Nhi. Thanh Nhi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, nói thật, có một muội muội như vậy. Mình thật sự cần phải phấn đấu sao? Cần sao? Lần đầu tiên hắn cảm thấy, không bằng mình cứ dứt khoát làm một công tử bột là được rồi. Không cần phấn đấu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi trào. Nhìn thấy cảnh này, các thần nhân nơi xa bỗng nhiên kích động. Đến rồi. Tiên tổ đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, ở trong tinh không sâu thẳm xa xôi kia. Toàn bộ vùng tinh không đang sôi trào hệt như nước sôi, thời không vặn vẹo liên tục. Người còn chưa đến, khí thế đã đến. Mà chỉ riêng khí thế đã khiến vùng tinh không vũ trụ này khó mà chịu nổi. Nếu bản tôn đích thân đến, vùng vũ trụ này còn không sụp đổ. Diệp Huyên nhìn về phía tinh không đang sôi trào nơi xa, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Mạnh mẽ quá! Đây tuyệt đối đã vượt qua cửu đoạn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Diệp Huyên hơi không hiểu, ngươi thở dài cái gì? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta bắt đầu thấy thông cảm cho ngươi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, thông cảm ta cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta phát hiện, cho dù ngươi cố gắng cỡ nào, luôn sẽ có một kẻ địch siêu cấp vượt qua ngươi vô số lần xuất hiện. Mà kẻ địch này, ngươi tuyệt đối đánh không lại. Diệp Huyên. Tiểu tháp lại nói, ta đột nhiên cảm thấy một số cách làm của chủ nhân không đúng, y muốn rèn luyện ngươi, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến một vấn đề, đó chính là kẻ địch của ngươi đều không tầm thường. Trước kia ta đã từng nói, trước đây chủ nhân chém giết đi ra, nhưng mà, ta lại bỏ quên một vấn đề. Đó chính là, y có thể giết chết kẻ địch của mình. Nhưng tiểu chủ ngươi lại không thể, rất nhiều khi, cho dù ngươi kích hoạt tự bạo huyết mạch cộng thêm đốt hồn, nhưng vẫn không giết được kẻ địch của mình. Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi nói tiếp, tiểu chủ, người thật bất hạnh. Diệp Huyên.
Tiểu Tháp tiếp tục nói, chủ nhân quả thật rất ít khi dựa vào người khác, nhưng mà, kẻ địch của y ngoài thiên mệnh tỷ tỷ ra thì có rất ít người mạnh hơn y nhiều lần. Mà tiểu chủ ngươi thì khác, kẻ địch của ngươi thường xuyên mạnh hơn ngươi không chỉ mấy lần. Lại nói tiểu chủ nè, chẳng lẽ ngươi không có ý kiến gì về chuyện này sao? Diệp Huyên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta có thể có ý kiến gì? Tiểu Tháp nói với chủ nhân, để y hỗ trợ. Diệp Huyên lắc đầu, trước kia ta còn cảm thấy hơi bất công, nhưng bây giờ, ta không cảm thấy như vậy nữa. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười nói, trên thế giới này, có rất nhiều người gặp phải bất công. Bọn họ kể lể với ai? Nếu muốn trách, vậy chỉ có thể trách thực lực của Diệp Huyên ta chưa đủ. Còn một điểm nữa, cha đã cho ta rất nhiều rồi. Nếu không có y, ta... Tiểu Tháp nói, không có y, ngươi còn có thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyên cạn lời. Bây giờ Tiểu Tháp này muốn làm phản cha à? Đúng lúc này, toàn bộ tinh không vũ trụ đột nhiên trở nên hư ảo. Vùng tinh không vũ trụ này sắp vỡ vụn rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của thành chủ Hoang Thành trở nên vô cùng nghiêm túc. Nụ cười trên mặt quân đế cũng biến mất không còn. Ma Vô Tiên. Vị đã từng là tiên tổ của thần nhân tộc đến rồi. Ma Vô Tiên cũng không phải là vị thần nhân đầu tiên của thần nhân tộc, nhưng mà, sở dĩ thần nhân tộc có thể vùng dậy, chính là dựa vào lão, bởi vì lão đã mang lại huy hoàng cho thần nhân tộc, cho nên thần nhân tộc tôn lão là tiên tổ. Lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên rơi xuống tinh không. Ánh sáng trắng tản đi. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vô số thần nhân nơi đây đồng loạt quỳ xuống, tham kiến tiên tổ. Tiên tổ. Người đến chính là tiên tổ Ma Vô Tiên của thần nhân tộc. Mà tới chính là bản thể của lão. Bản thể thật sự. Khoảnh khắc nhìn thấy Ma Vô Tiên, thành chủ Hoang Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cao thủ thập đoạn. Ma Vô Tiên này đã vượt qua cửu đoạn. Ánh mắt Ma Vô Tiên trực tiếp rơi xuống người thành chủ Hoang Thành, tay phải lão chậm rãi ép xuống. Thành chủ Hoang Thành mở to hai mắt, trong mắt lão lóe vẻ dữ tợn, cả người phóng lên tận trời. Inh, những nơi thành chủ Hoang Thành đi qua, thời không đều vặn vẹo. Tay phải Ma Vô Tiên đột nhiên đập mạnh xuống. Uinh, thành chủ Hoang Thành trực tiếp rơi vào trong vực sâu thời không tầng 4, mà cơ thể của lão đã hoàn toàn vỡ vụn. Bị giết trong chớp nhoáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt những cao thủ tinh tộc đang ở đây đều tái nhợt. Tiêu rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ lúc này. Mà những cao thủ thần nhân của thần nhân tộc bên kia thì trở nên hưng phấn. Tiên tổ vô địch. Tiên tổ vô địch. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ thần nhân tộc điên cuồng gào thét, tiếng nói cực lớn, hệt như sấm rền, truyền khắp mấy vạn tinh vực. Giờ phút này. Toàn bộ cao thủ của vũ trụ vô tận đều nhìn sang bên này. Cao thủ thập đoạn. Trong mắt toàn bộ cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ. Mà trong một tinh vực không biết tên, kiếm tu đi đến trước một tinh động tỏa ánh sáng trắng thì đột nhiên dừng lại. Trên người kiếm tu mặc trường bào màu mây, trong tay cầm một thanh kiếm. Kiếm tu quay đầu, mày nhíu lại, người nào đang nói vô địch. Hắn ta không vui. Lần trước hắn ta gặp một người tự xưng vô địch, nhưng rồi sao? Thật ra đối phương yếu như con sâu cái kiến, hắn ta phí công một chuyến. Bây giờ, lại có người xưng vô địch, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kiếm tu im lặng một lát, nhìn về phía tinh động tỏa ánh sáng trắng, đợi một lát. Nói xong, hắn ta quay người biến mất khỏi nơi này. Vô địch, không phải người nào cũng có thể thốt ra. Không nghe thấy thì thôi đi. Nhưng đã nghe thấy rồi, dù thế nào cũng phải gặp một lần. Trong một tinh không khác, Ma Vô Tiên nhìn thành chủ Hoang Thành đã không còn cơ thể, ta đã từng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không hề quý trọng. Bây giờ, ta hỏi hơi, ngươi có hối hận không? Hối hận? Thành chủ Hoang Thành cười ha ha một tiếng, có gì phải hối hận? Không phải chỉ là một cái mạng thôi sao? Cứ việc tới lấy là được. Ma Vô Tiên khẽ gật đầu, trái lại vẫn còn chút khí phách, ta giúp ngươi được như ý nguyện. Vừa dứt lời, tay phải lại chậm rãi ép xuống phía dưới. Đúng lúc này,
Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu thành chủ Hoang Thành, hắn nhìn thẳng Ma Vô Tiên, không một lời nói nhảm, đột nhiên phóng lên tận trời. Ma Vô Tiên mặt không cảm xúc, con sâu cái kiến. Rầm. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên từ trên không trung rơi xuống, giống như thành chủ Hoang Thành, hắn cũng rơi vào trong vực sâu thời không. Nếu không phải có kiếm Thanh Huyên, vực sâu thời không kia đã trực tiếp cắn nuốt linh hồn của hắn. Trong vực sâu thời không, linh hồn Diệp Huyên lập tức mở đi. Không phải là đối thủ. Chưa nói đến việc hắn bây giờ còn chưa được coi là cao thủ cửu đoạn chân chính, cho dù đạt đến cửu đoạn, hắn cũng không phải là đối thủ của Ma Vô Tiên này. Chênh lệch quá lớn. Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyên, không ngờ loài người phát triển đến ngày hôm nay, lại có thể đạt được trình độ như ngươi, điều này thật sự khiến ta không ngờ tới. Diệp Huyên nhìn về phía Ma Vô Tiên, cười nói, thứ ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vừa rồi người tộc ta nói với ta, sau lưng ngươi còn hai loài người mạnh mẽ, nếu đã vậy, sao ngươi không gọi bọn họ đến đây gặp mặt? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta không liên lạc được với bọn họ. Nhưng mà... Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ma Vô Tiên, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, không bằng tự ngươi liên lạc. Ma Vô Tiên khẽ cười, tự ta liên lạc. Diệp Huyên gật đầu, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể liên lạc được với bọn họ. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Ma Vô Tiên, đây là bội kiếm của Thanh Nhi, theo như ta nghĩ, dựa vào thủ đoạn thông thiên của ngươi, chắc hẳn có thể thông qua kiếm này liên lạc với muội ấy. Ma Vô Tiên đang định nói chuyện, đại trưởng lão Yếm Chu ở bên cạnh đột nhiên nói, tiên tổ, sợ là có bẫy. Ma Vô Tiên thoáng nhìn đại trưởng lão Yếm Chu, các ngươi nhớ kỹ, khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, có thể coi nhẹ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Yếm Chu im lặng. Lời nói này không hề sai. Sau khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, còn phải sợ âm mưu quỷ kế gì sao? Ma Vô Tiên nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, lông mày lão chợt nhíu lại, ngay sau đó dứt khoát mở tay phải ra, kiếm Thanh Huyên rơi vào trong tay lão. Nhìn một chút, chân mày lão cao lại, kiếm này là người nào chế tạo? Diệp Huyên nhìn Ma Vô Tiên, người có thể dùng kiếm này tìm người chế tạo ra nó. Ma Vô Tiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, loài người ngu dốt, kiếm này quả thật có chỗ không tầm thường, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ngươi lại ngu xuẩn cho rằng người chế tạo ra kiếm này có thể cứu ngươi, ngươi không chỉ tức cười, mà còn đáng thương. Nói xong, tay phải cầm kiếm Thanh Huyên của lão khẽ rung động. Inh. Kiếm Thanh Huyên run rẩy kịch liệt, tiếng kiếm vang lên tận trời, cùng lúc đó, một luồng sáng trắng chui vào vùng tinh không sâu thẳm kia. Lão trực tiếp lợi dụng kiếm Thanh Huyên mở ra thông đạo thời không. Tìm kiếm cô gái váy trắng. Suy nghĩ của lão nhảy vọt qua vô số thời không. Tất cả mọi người nơi đây đều đang nhìn Ma Vô Tiên. Cao thủ thập đoạn. Đây chính là cao thủ thập đoạn, cô gái váy trắng kia có thể sánh với lão sao? Chân trời, Ma Vô Tiên bất chợt nhìn về phía Diệp Huyên, lão mỉm cười, loài người, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh là thế nào, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh cả. Đợi lát nữa nếu người sau lưng ngươi xuất hiện, bọn họ sẽ tuyệt vọng. Bởi vì trong vũ trụ vô tận này, ta chính là tồn tại vô địch đúng nghĩa. Vô địch. Đúng lúc này, chợt có giọng nói từ chân trời xa xôi truyền đến. Mọi người quay người nhìn lại, trong tinh không cách đó không xa, một kiếm tu mặc trường bào màu mây chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyên ngơ ngác. Mẹ nó! Sao đại ca lại tới đây? Ma Vô Tiên nhìn về phía kiếm tu kia. Khi nhìn thấy kiếm tu, lông mày lão lập tức nhíu lại. Nhìn không thấu. Vậy mà lão lại nhìn không thấu loài người trước mắt. Kiếm tu liếc nhìn Diệp Huyên Huyền bên dưới Ma Vô Tiên, mỉm cười, không ngờ lại gặp mặt rồi. Diệp Huyên vội vàng nói, đại ca, sao huynh lại tới đây? Kiếm tu cười nói, nghe thấy có người nói vô địch, vì vậy ta liền tới. Diệp Huyên đang định nói chuyện. Tiểu Tháp đột nhiên nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ cũng thường xuyên nói vô địch, sao ngươi không đi tìm nàng? Kiếm tu hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đệ còn cần cái tháp này không? Nếu không cần, ta có thể hủy giúp đệ, một kiếm là xong. Diệp Huyên.
Tiểu tháp. Diệp Huyên không biết nói gì cho phải, từ khi được Thanh Nhi cải tạo, tiểu tháp này trở nên vô cùng kiêu ngạo. Nhưng đúng lúc này, Ma Vô Tiên kia đột nhiên nói, ngươi là người phương nào? Kiếm tu quay người nhìn về phía Ma Vô Tiên, mỉm cười, là ngươi nói vô địch. Ma Vô Tiên nhìn kiếm tu, có vấn đề gì sao? Kiếm tu gật đầu, có. Ma Vô Tiên nheo mắt, kiếm tu, ngươi quả thật có chỗ không đơn giản, nhưng mà, ngươi. Kiếm tu đột nhiên cắt ngang lời của Ma Vô Tiên, không cần nói nữa, tiếp một kiếm của ta. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức rút kiếm chém ra. Đơn giản mà trực tiếp. Nhìn thấy một kiếm này, đồng tử Ma Vô Tiên đột nhiên co rụt lại, giây phút này, lão cảm nhận được nguy hiểm. Sao người này lại mạnh mẽ đến vậy? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu lão, nhưng không kịp nghĩ kỹ hơn, lão tiến lên trước một bước, một cú đấm tung ra, khoảnh khắc cú đấm tung ra, thời không tầng 4 vừa tới đột nhiên chồng lên nhau, sau đó hình thành một áp lực thời không cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, khi một kiếm kia của kiếm tu chém tới, áp lực thời không mạnh mẽ này bỗng nhiên vỡ nát. Xoẹt. Trong tầm mắt của mọi người, một thanh kiếm chui vào giữa lông mày Ma Vô Tiên. Quỳnh. Cơ thể Ma Vô Tiên lập tức vỡ nát, mà linh hồn của lão thì bị một thanh kiếm khóa chặt. Thua rồi. Giây phút này, đầu óc mọi người nơi đây chợt trống rỗng. Tiên tổ Ma Vô Tiên này dễ dàng bị người ta chém như vậy. Bên cạnh Diệp Huyên, Yết Hầu Quân Đế khẽ lăn, sau đó nói, đại ca, kiếm tu này là đại ca huynh. Diệp Huyên gật đầu. Quân Đế lập tức nói tiếp, hắn ta là đại ca huynh, vậy chính là đại ta ca. Diệp Huyên. Kiếm tu liếc nhìn Ma Vô Tiên đang ngỡ ngàng kia, lắc đầu, trong mắt lóe vẻ thất vọng, kiếp sau đừng tùy tiện nói là vô địch. Ma Vô Tiên nhìn kiếm tu, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, vì sao loài người, ngươi có thể mạnh đến độ như vậy. Kiếm tu không trả lời Ma Vô Tiên, hắn ta quay người nhìn về phía Diệp Huyên, nhóc con, ta phải đi rồi. Diệp Huyên vội vàng nói, đại ca, huynh lại muốn đi nơi nào? Kiếm tu cười nói, nơi nào nguy hiểm thì đi nơi đó. Diệp Huyên. Nhưng vào lúc này, Ma Vô Tiên kia đột nhiên gầm lên, các ngươi là sinh linh ta sáng tạo ra, sao có thể mạnh hơn ta? Chuyện này là không thể nào. Kiếm tu thoáng nhìn Ma Vô Tiên, hơi nghi ngờ, chẳng lẽ bị đánh bại không phải là một chuyện tốt hay sao? Ngươi có biết ta hy vọng bị người khác đánh bại giường nào không? Cảm giác vô địch này thật sự rất cô quạnh, ngươi hiểu được không? Ma Vô Tiên. Mọi người. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyên, nhóc con, đừng sợ thất bại một lần cũng đồng nghĩa với việc đệ vẫn có thể nâng cao. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, thất bại một lần hai lần là chuyện tốt, nhưng thường xuyên bị đánh bại thì không phải là chuyện tốt nữa rồi. Kiếm tu cười nói, quả thật là vậy, nhưng mà, cảm giác vô địch này thật sự rất cô đơn hiu quạnh, đệ. Diệp Huyên nói, thật ra, ta rất muốn thử trải nghiệm cảm giác cô đơn hiu quạnh này. Kiếm tu ngẩn ra, sau đó cười nói, vậy đệ phải cố gắng lên. Diệp Huyên cười nói, đại ca, có thể giúp ta một chuyện nhỏ không? Kiếm tu gật đầu, đệ nói đi. Diệp Huyên đưa mắt nhìn thành chủ Hoang Thành và quân đế nơi xa, đại ca, hai người bạn này của ta đã đạt đến cực hạn của bản thân, không biết huynh có thể chỉ điểm một hai. Nghe vậy, thành chủ Hoang Thành và quân đế lập tức kích động. Mẹ nó! Mạng này bán không uổng. Kiếm tu nhìn hai người, sau đó lắc đầu nói, ta không cách nào chỉ điểm bọn họ. Diệp Huyên hơi không hiểu, vì sao? Kiếm tu thoáng nhìn kiếm trong tay, ta chỉ tu kiếm, không tu cái khác. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ tu kiếm. Kiếm tu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại ca, huynh biết thời không tầng 5 không? Kiếm tu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên choáng váng. Không biết. Diệp Huyên kinh ngạc, đại ca, ngoài kiếm ra, huynh không hiểu gì khác. Kiếm tu cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Kiếm tu. Mẹ nó đại ca này là kiếm tu thuần túy nha. Một người tu kiếm đến cực hạn. Nghe thấy lời nói của kiếm tu, thành chủ Hoang Thành và quân đế bên cạnh đều hơi thất vọng, kiếm tu trước mắt cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc là, đối phương chỉ tu kiếm, mà bọn họ đều không phải kiếm tu,
nói cách khác, đối phương căn bản không cách nào chỉ điểm bọn họ. Lúc này, kiếm tu lại nói, theo như ta biết, dường như thiên mệnh am hiểu những cái này, ngày sau đệ có thể nhờ nàng chỉ điểm các bạn của đệ. Diệp Huyên cười gượng, đành phải vậy thôi. Kiếm tu khẽ gật đầu, bọn họ còn đang chờ ta phải đi rồi. Diệp Huyên vội hỏi, Thanh Nhi và cha. Kiếm tu cười nói, đúng. Diệp Huyên nhíu mày, các huynh tổ đội sao? Kiếm tu nói, cũng không coi là vậy, chỉ là cùng đi một đoạn đường, tiện thể giao nghiên cứu lưu thảo luận một chút, đệ hiểu không? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, các huynh sẽ không đánh nhau chứ? Kiếm tu suy nghĩ, sau đó nói chắc hẳn sẽ không, bởi vì tạm thời ai trong chúng ta cũng không giết được đối phương. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên chợt thở phào nhẹ nhõm. Kiếm tu đang định nói tiếp, mà Vô Tiên ở bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói, loài người. Kiếm tu nhìn về phía ma vô tiên hơi điên cuồng, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Kiếm tu vui vẻ, ngươi còn át chủ bài gì sao? Nào, mau thi triển ra. Ma vô tiên mở tay phải ra, trong tay lão có một lệnh bài nho nhỏ, lệnh bài kia chậm rãi bay lên sau đó hóa thành một ngọn lửa biến mất trong tinh không sâu thẳm. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn gọi tổ tông? Ma vô tiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Sâu kiến ngu dốt, ngươi. Kiếm tu đột nhiên cầm kiếm đánh ra. Bốp. Một luồng kiếm quang đánh lên linh hồn của ma vô tiên, toàn bộ linh hồn của ma vô tiên run rẩy kịch liệt, sau đó dần mở đi. Kiếm tu nhìn ma vô tiên, nói chuyện với tiểu đệ ta khách khí chút. Ma vô tiên. Đúng lúc này, tinh không sâu thẳm nơi xa đột nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó, một chiếc tinh hạm khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Trên tinh hạm là một đám sinh linh có dáng vẻ vô cùng quái dị, vẻ ngoài những sinh linh này hệt như bộ xương, dáng người cao lớn, quanh người mỗi một sinh linh đều tỏa ra luồng sáng phù văn kỳ lạ, cực kỳ quái dị. Diệp Huyên nhíu mày, đây là sinh linh gì? Đúng lúc này, thành chủ Hoang Thành ở bên cạnh bỗng nhiên khiếp sợ nói ra, bọn họ là dị linh tộc. Dị linh tộc? Nghe vậy, sắc mặt quân đế nơi đó cũng lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn về phía hai người, dị linh tộc là tộc gì? Sắc mặt thành chủ Hoang Thành hơi tái nhợt, tiểu hữu không biết, dị linh tộc từng là sinh linh trong vũ trụ vô tận này, thuộc nền văn minh cấp 3, nhưng sau này bọn họ vượt qua cực hạn của chủng tộc mình, đạt đến nền văn minh cấp 4, cuối cùng cả tộc rời khỏi vũ trụ vô tận này. Nền văn minh cấp 4. Diệp Huyên im lặng, hắn biết, thần nhân tộc là nền văn minh cấp 3. Mà trong vũ trụ vô tận này hoàn toàn không có nền văn minh cấp 4. Nơi xa, ma vô tiên cung kính thi lễ với cao thủ dị linh tộc, sau đó bắt đầu huyên thuyên nói gì đó. Không người nào nghe hiểu, cho dù những thần nhân kia cũng nghe không hiểu. Nhưng mà, ma vô tiên càng nói càng kích động, không chỉ như vậy, thi thoảng lão còn chỉ vào kiếm tu. Lúc này, ánh mắt của một sinh linh dị linh tộc trên tinh hạm kia rơi xuống người kiếm tu. Hắn ta nhìn kiếm tu chốc lát, hơi thi lễ, sau đó mở lòng bàn tay ra, một quả cầu ánh sáng chậm rãi bay ra khỏi lòng bàn tay hắn ta, cuối cùng rơi xuống trước mặt kiếm tu, cùng lúc đó, sinh linh dị linh tộc kia đặt tay phải lên trước ngực, lần nữa cung kính thi lễ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Bản thân ma vô tiên cũng ngơ ngác. Giây phút này, cả linh hồn lão đều đang run rẩy. Người khác không hiểu ý của những dị linh tộc này, nhưng lão hiểu. Dị linh tộc chỉ tôn trọng sinh linh mạnh mẽ, mà quả cầu ánh sáng dị linh tộc đưa cho kiếm tu là quả lấy lòng. Vì sao dị linh tộc lại làm như vậy? Chỉ có một cách giải thích, đó chính là kiếm tu trước mắt khiến cho mấy người dị linh này cảm nhận được uy hiếp. Tiêu rồi. Đây là suy nghĩ trong đầu ma vô tiên lúc này. Kiếm tu liếc nhìn quả cầu ánh sáng trước mắt, hắn ta nhíu mày. Sau đó nhìn về phía người dị linh cầm đầu, không đánh sao. Người dị linh cầm đầu lập tức lắc đầu, hắn ta lại cung kính thi lễ, sau đó lấy ra một quả cầu ánh sáng nữa, quả cầu ánh sáng đó chậm rãi bay đến trước mặt kiếm tu. Quân đế bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, không hổ là chủng tộc của nền văn minh cấp cao, trí thông minh rất cao. Lúc này, Diệp Huyên đi đến trước mặt kiếm tu, hắn liếc nhìn hai quả cầu ánh sáng, sau đó nói, đại ca, huynh cần không? Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, đệ cần.
Mặt mo của Diệp Huyên đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, hắn cầm hai quả cầu ánh sáng trong tay, ta chỉ hơi tò mò. Kiếm tu cười ha hả, nếu như đệ thích, vậy tặng cho đệ. Diệp Huyên vội nói, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy nói như vậy, nhưng tay hắn đã thu hai quả cầu ánh sáng vào. Mọi người! Sau khi thu hồi quả cầu ánh sáng, Diệp Huyên đi đến trước mặt chiếc tinh hạm kia, mà giây phút này, mấy người dị linh đều đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên chỉ vào kiếm tu bên dưới, đại ca ta. Người dị linh cầm đầu do dự một chút, sau đó lại lấy ra một quả cầu ánh sáng đưa cho Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, các hạ, vẫn mong ngươi chuyển lời đến đại ca ngươi, dị linh tộc ta không có ý đối địch với hắn ta. Diệp Huyên nhìn người dị linh kia, đại ca ta rất mạnh sao? Người dị linh cầm đầu kia nhìn Diệp Huyên, ngươi không cảm nhận được sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, huynh ấy mạnh cỡ nào? Người dị linh im lặng một lát, sau đó nói, không cách nào dự đoán. Không cách nào dự đoán. Diệp Huyên im lặng chốc lát rồi nói, đại ca ta cũng không có ý đối địch với dị linh tộc, không chỉ như vậy. Huynh ấy còn bằng lòng qua lại với dị linh tộc. Nghe vậy, người dị linh cầm đầu kia lập tức vui vẻ, thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, huynh ấy nói, dị linh tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, bảo ta qua lại với các ngươi, chỉ là không biết các ngươi có lòng thành hay không? Dị linh tộc nhìn kiếm tu, sau đó lại nhìn Diệp Huyên. Mẹ nó! Sinh linh loài người này muốn lừa gạt mình. Người dị linh im lặng một lát. Sau đó hắn ta lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Diệp Huyên, loài người các hạ, đây là dị linh lệnh, có lệnh bài này, người có thể đến dị linh tộc ta bất cứ lúc nào, ta. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, không không, ta không cần, các ngươi phải đưa cho đại ca ta. Sắc mặt người dị linh cứng lại. Cho loài người này, một dị linh lệnh là đủ rồi. Nhưng, nếu cho kiếm tu kia, dị linh lệnh, sao có thể không biết xấu hổ lấy ra món đồ rác rưởi như vậy? Hắn ta hơi do dự, sau đó nói, các hạ, ngài chờ một lát, ta xin ý kiến tộc trưởng. Nếu là cho kiếm tu kia, một dị linh lệnh chắc chắn không đủ, mà đãi ngộ cao hơn, hắn ta không cho được. Nhất định phải xin phép tộc trưởng. Diệp Huyên cười nói, không sao, chúng ta có thể đợi. Người dị linh. Người dị linh liếc Diệp Huyên với vẻ mặt quái dị. Tên loài người này. Bấy giờ... Kiếm tu đi đến bên cạnh Diệp Huyên, mỉm cười hỏi, với thân phận của ngươi, cũng không cần phải làm quen với dị linh tộc nhỉ. Diệp Huyên cười khổ, cha mặc kệ ta nên ta chỉ đành dựa vào chính mình cố gắng sống sót. Người đàn ông áo xanh. Kiếm tu ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía dị linh kia, dị linh tộc ở đâu. Sắc mặt của dị linh kia lập tức thay đổi, vội vàng nói, thưa ngài, dị linh tộc ta không có ý định là địch với ngài. Lần này đến đây. Đơn giản chỉ là một cái hiểu lầm. Hắn ta vừa nói xong, không gian không xa trước mặt bỗng vặn vẹo, sau đó, một gã dị linh đi ra. Tên dị linh này mặc áo màu vàng, đầu đội kim quan. Những dị linh có mặt ở đây nhìn thấy người này đều vội vàng kính cẩn hành lễ. Vương của dị linh tộc. Ánh mắt của vị vương dị linh tộc kia rơi lên người kiếm tu chẳng nói chẳng rằng, giơ tay chính là một kiếm. Con người của vị vương kia chợt co rút lại, giơ tay phải ra trước khẽ đè xuống. Thoáng chốc, vô số áp lực thời không chợt quét ngang qua. Áp lực thời không của thời không tầng 5. Sắc mặt Diệp Huyên hơi hơi nghiêm trọng. Ban đầu, hắn cho rằng ma vô tiên kia nắm giữ thời không tầng 5, nhưng thực ra lại không phải. Tên ma vô tiên kia chỉ kết hợp thời không tầng 1 đến tầng 4 lại mà thôi. Có điều... Nó cũng đã đủ khủng bố, nhưng, đối phương cũng không có nắm giữ thời không tầng 5. Mà vị vương dị linh tộc trước mặt lại thật sự nắm giữ thời không tầng 5. Vô số sức mạnh thời không chồng lên nhau ập về phía một nhát kiếm của kiếm tu kia. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ loài người đều run lên. Nhưng, khi áp lực thời không kia va vào kiếm quang của kiếm tu thì... Mọi áp lực thời không đều biến mất. Cùng lúc đó, một thanh kiếm cũng đặt lên trán vị vương dị linh tộc kia. Thua! Nhìn thấy cảnh ấy, ma vô tiên còn chưa chết ở đằng kia trực tiếp run lẩy bẩy. Trước mặt kiếm tu,
Dương Dị Linh tộc im lặng một lát rồi hơi khom mình nói, ta thua. Kiếm tu cất kiếm đi, nhìn Diệp Huyên cười nói, nhóc con, bọn họ vẫn đang chờ ta, gặp lại sau nhé. Hắn ta nói xong bèn xoay người rời đi, thoáng chốc, kiếm tu đã biến mất trong ngân hà đằng xa. Đi rồi. Diệp Huyên cười khổ, ông anh này đến nhanh, mà đi cũng nhanh ghê. Vương của Dị Linh tộc bỗng nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn màu vàng chậm rãi bay về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là cái gì? Vương của Dị Linh tộc mỉm cười, linh giới, thấy nó như thấy ta, hễ Dị Linh tộc nào nhìn thấy chiếc nhẫn này, đều phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh ngươi. Diệp Huyên nghe vậy, mặt mày chợt rung động. Vương của Dị Linh tộc lại nói, Dị Linh tộc ta nguyện làm bạn mãi mãi với loài người. Diệp Huyên cất linh giới đi, cười nói, tộc chúng ta cũng nguyện làm bạn với Dị Linh tộc. Vương của Dị Linh tộc khẽ gật đầu, hắn ta quay đầu nhìn về phía Ma Vô Tiên nói, giết. Hắn ta vừa nói xong, một cao thủ đứng đằng sau vị vương Dị Linh tộc kia bay thẳng đến cao thủ của thần nhân tộc này rồi ra tay. Cao thủ thần nhân tộc này còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bắt đầu biến mất. Chẳng hề có một chút sức chống cự nào. Đây trực tiếp là sự chèn ép về văn minh. Ha ha! Lúc này, Ma Vô Tiên kia bỗng bật cười ha hả, buồn cười, đúng là buồn cười mà. Không ngờ, thần nhân tộc có lịch sử 800.000 tỷ năm lại hủy hoại trong tay loài người do ta sáng tạo ra. Giờ đây, Yểm Chu kia bỗng nhiên run rẩy nói, Diệp thiếu, mong người hãy giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyên nhìn về phía Yểm Chu, lão ta vội vàng nói, Diệp thiếu, ta... Diệp Huyên chợt hỏi ngược lại, các người sẽ bỏ qua cho loài người sao? Vẻ mặt Yểm Chu lập tức cứng lại. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bỗng xuất hiện trong tay hắn rồi đâm vào giữa trán Ma Vô Tiên. Linh hồn của Ma Vô Tiên trực tiếp bị kiếm Thanh Huyên hấp thu sạch sẽ, cùng lúc đó, nó cũng bay vào trong đám cao thủ thần nhân tộc. Dưới sự giúp đỡ của Dị Linh tộc, chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây. Kiếm Thanh Huyên đã hấp thu toàn bộ linh hồn của các cao thủ trong thần nhân tộc. Tiểu hồn phấn khích reo lên, tiểu chủ, đại bổ. Đại bổ đó. Diệp Huyên mỉm cười, hẳn là có thể đột phá đúng không? Tiểu hồn vội vàng đáp, có thể. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, vị vương của Dị Linh tộc kia chợt nhìn về phía kiếm Thanh Huyên. Hắn ta chần chờ một chút rồi hỏi, có thể đưa nó cho ta mượn xem một cái được không? Diệp Huyên gật đầu, anh chợt nghĩ, kiếm Thanh Huyên lập tức bay đến trước mặt vị vương kia. Hắn ta nhìn nó mà như phát hiện ra cái gì đó, con người chợt co rút lại, đây là. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, các hạ có phát hiện gì ư? Vương của Dị Linh tộc nhìn Diệp Huyên hỏi, thanh kiếm này là do vị tiền bối ban nãy tạo ra à? Diệp Huyên lắc đầu. Vương của Dị Linh tộc ngẩn người, rồi hỏi, là một người khác. Diệp Huyên gật đầu. Vương của Dị Linh tộc liếc Diệp Huyên một cái, rồi đưa kiếm Thanh Huyên cho hắn, cậu nhóc, 3 ngày sau Dị Linh tộc ta sẽ tổ chức một hội triển lãm thần vật, ta muốn mời cậu tham gia. Diệp Huyên nhíu mày, hội triển lãm thần vật. Vương của Dị Linh tộc gật đầu, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều thần vật xuất hiện. Mọi người có thể giao lưu và nghiên cứu, cũng có thể trao đổi với nhau. Diệp Huyên hơi do dự. Với thực lực bây giờ của hắn mà đi tham gia cái hội trao đổi ấy, lỡ kiếm Thanh Huyên bị người ta nhìn trúng. Vậy thì sẽ rất rắc rối. Giống như biết sự lo lắng của Diệp Huyên, vương của Dị Linh tộc nói, cậu không cần phải lo lắng, đến lúc đó cậu tới tham gia thì Dị Linh tộc ta sẽ bảo vệ cậu suốt cả buổi luôn. Đương nhiên, ta cũng mong cậu có thể đại biểu cho Dị Linh tộc ta tham gia. Diệp Huyên nghe vậy lập tức hiểu. Mục đích của đối phương là kiếm Thanh Huyên. Vương của Dị Linh tộc nói tiếp, hội triển lãm lần này sẽ xuất hiện rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, cậu có thể tới tham gia một chút. Diệp Huyên nghe vậy cười đáp, được. Vương của Dị Linh tộc khẽ gật đầu, nếu giờ cậu không còn chuyện gì khác có thể đi theo ta về Dị Linh tộc trước. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vẫn còn có một số chuyện cần làm, cái này. Vương của Dị Linh tộc cười nói, không sao. Hắn ta nói xong, lấy một cái lệnh bài đưa cho Diệp Huyên. Còn đây là lệnh bài truyền tống không gian, cậu thôi động nó thì trong một tiếng là có thể đến Dị Linh tộc ta. Diệp Huyên cắt cái lệnh bài truyền tống không gian kia đi, cười nói, vậy cảm ơn nhé.
Vương của dị linh tộc hơi gật đầu nói, ta sẽ đợi cậu ở dị linh tộc. Hắn ta nói xong định dẫn theo các cao thủ dị linh tộc rời khỏi. Bấy giờ, Diệp Huyên vội vàng nói, đợi đã, ta còn có một chuyện cần cầu xin. Vương của dị linh tộc cười nói, cứ nói đừng ngại. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thành chủ Hoang Thành và quân đế đằng xa, tiền bối, hai người bạn kia của ta đã đạt tới cực hạn của bản thân, không biết tiền bối có thể chỉ bảo cho họ một chút, khiến họ có thể đột phá giới hạn được không? Thành chủ Hoang Thành và quân đế nghe vậy lập tức hơi cảm động. Diệp thiếu kia vẫn không quên họ. Cái mạng này bán cũng đáng. Vương của dị linh tộc nhìn thoáng qua thành chủ Hoang Thành và quân đế, nói, đây là chuyện nhỏ, nếu hai vị bằng lòng thì có thể đi theo ta về dị linh tộc trước. Thành chủ Hoang Thành vội nói, bằng lòng. Đây chính là tinh vực có nền văn minh cấp 4 đó. Quân đế cũng vội đáp, bằng lòng, bằng lòng. Vương của dị linh tộc gật đầu, hắn ta nhẹ nhàng vung tay phải lên, dưới chân hai người bỗng xuất hiện truyền tống trận. Lúc này, hắn ta như nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Tiểu An ngẫm nghĩ một lát rồi búng tay, một quả cầu ánh sáng chợt hiện lên trước mặt nàng. Tiểu An nhìn vương của dị linh tộc hỏi, đây là... Vương của dị linh tộc nói, quả cầu truyền thừa, bên trong có truyền thừa đầy đủ của cao thủ thập đoạn. Sau khi cô nương hấp thu nó thì có thể đột phá đến thập đoạn. Thập đoạn. Tiểu An nghe vậy, mặt mày chấn động. Xong, nàng cũng không nhận lấy mà quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, tiền bối có lòng tốt, nhận lấy đi. Tiểu An gật đầu, nhận lấy quả cầu ánh sáng kia. Vương của dị linh tộc nhìn về phía Diệp Huyên, tạm biệt. Hắn ta nói xong, bắt đầu trở nên mờ đi cùng với các dị linh khác. Đúng lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện ở hiện trường. Người đến chính là Tĩnh Chi. Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ van nài. Nàng ấy biết, chỉ cần Diệp Huyên mở miệng thì số phận của mình sẽ thay đổi. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cười hỏi, Tĩnh Chi cô nương, cô có chuyện gì không? Tĩnh Chi trầm giọng nói, Diệp công tử, có thể nể mặt tình cảm cũ giữa chúng ta, ta. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tĩnh Chi, mỉm cười nói, chúng ta không quen biết nhau. Hắn nói xong, kéo Tiểu An xoay người bước đi. Vẻ mặt Tĩnh Chi cứng đờ. Vương của dị linh tộc đằng xa nhìn thoáng qua Tĩnh Chi rồi quay đi, ngay sau đó, hắn ta và các dị linh khác cũng biến mất không còn tăm hơi. Hiện trường, Tĩnh Chi im lặng đứng. Nàng ấy biết, cả đời này mình cũng không có cơ hội đạt tới cửu đoạn hay cảnh giới cao hơn. Tự mình tu luyện. Thần nhân tộc có dòng lịch sử lâu đời như vậy, nhưng lại có bao nhiêu cao thủ cửu đoạn. Cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nếu Tĩnh Chi mình không có ai giúp đỡ thì đừng nói cửu đoạn, ngay cả lục đoạn hay thất đoạn cũng khó mà đạt tới. Mà Tiểu An cũng đã một bước lên mây. Thật sự một bước lên mây. Tĩnh Chi nghĩ đến đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ phút này, nàng ấy lại nhớ đến câu kia của cha mình, con không bằng Tiểu An. Nàng ấy từng không phục nên bắt tay với người ngoài kéo Tiểu An xuống dưới. Mà giờ, sự thật chứng minh, nàng ấy quả thật không bằng Tiểu An. Sau này, cuộc đời của nàng ấy và Tiểu An sẽ có một cái lạch trời mà Tĩnh Chi không cách nào có thể nào vượt qua. Chấm chấm chấm. Ở một nơi không biết tên trong không gian, một cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh đang chậm rãi đi về nơi xa. Cách đó không xa trước mặt họ. Ở đấy có một bức tường thành kéo dài qua cả tinh vực. Đằng sau là một tòa tháp cao. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn đằng sau, nhíu mày nói, Tiêu huynh kia đang làm gì không biết. Sao còn chưa tới nữa? Đúng lúc này, không gian trước mặt họ bỗng vặn vẹo. Ngay sau đó, một bóng người chợt xuất hiện. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bóng người liếc hai người một cái, híp mắt lại, con đường này bị cấm rồi. Mau rời đi đi, không thì tự gánh lấy hậu quả. Cô gái váy trắng bỗng lấy ra một bức tranh nói, đây là anh trai ta. Người đàn ông áo xanh. Bóng người kia nhìn thoáng qua bức tranh trong tay cô gái, sau đó nhíu mày, hơi bực nói, anh của cô thì liên quan gì đến ta. Kỳ cục. Cô gái váy trắng nghéo ngón tay một cái. Vèo. Bóng người trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Bóng người kia mở to mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Mình nói sai cái gì hả?
Bóng người kia hoàn toàn ngơ ngác. Mình đã nói cái gì, mà cơ thể đã biến mất. Người đàn ông áo xanh bên cạnh liếc cô gái áo trắng, đang định nói chuyện. Bấy giờ, bỗng có một tiếng hét đầy tức giận truyền đến từ bên trong tường thành kia, hỗn xược. Giọng nói kia vừa vang lên, một uy áp khủng bố chợt quét đến từ bên trong tường thành. Thoáng chốc, không gian xung quanh cô gái áo trắng lập tức trở nên mờ ảo. Cô gái váy trắng nhìn đằng xa, mặt không chút thay đổi, nàng không có ra tay, mặc kệ sức mạnh kia đánh lên người. Phút chốc, sức mạnh khủng bố kia đã trực tiếp biến mất giống như một cục đá rớt vào biển rộng, biến mất không chút tiếng vang. Cái này, theo một tiếng nói kinh ngạc vang lên, một bóng người xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh. Bóng người dần dần ngưng thật, vẻ ngoài cũng không khác loài người là mấy. Song, màu da lại là màu tím, ánh mắt cũng là màu tím. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn đánh giá sinh linh trước mặt hỏi, chủng tộc nào thế? Sinh linh kia nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh rồi nói, huyễn tộc. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, người đi đi. Người đàn ông huyễn tộc chắp tay hỏi, hai vị là. Người đàn ông áo xanh cười nói, chúng ta không có hứng thú với huyễn tộc các ngươi. Lúc này, cô gái váy trắng bỗng mở tay ra, sau đó, một thanh kiếm bay ra khỏi tay nàng. Thoáng chốc, thanh kiếm ấy đã đặt ngay giữa trán của người đàn ông huyễn tộc kia. Mặt mày người đàn ông huyễn tộc cứng đờ. Cô gái váy trắng lấy bức tranh của Diệp Huyên ra hỏi, anh trai ta, người biết không? Người đàn ông áo xanh có chút đau đầu. Người đàn ông huyễn tộc vội đáp, biết. Gã cũng không ngu, sao lại không hiểu cho được. Cô gái váy trắng cất kiếm đi, nàng vung tay áo lên, thoáng chốc, không gian xung quanh người đàn ông huyễn tộc chợt phập phồng giống như cuộn sóng. Cái này. Trong mắt người đàn ông huyễn tộc tràn đầy sự kinh ngạc. Cô gái váy trắng bỗng đi về phía bên phải. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía cô gái váy trắng hỏi, cô đi đâu thế? Cô gái váy trắng không đáp, trực tiếp biến mất ở cách đó không xa. Lúc này, người đàn ông huyễn tộc kia nhìn về phía cô gái váy trắng rời đi mà run rẩy nói, cảm ơn đã dạy bảo. Người đàn ông áo xanh đang định nói chuyện thì bỗng quay phắt người lại, cách đó không xa, kiếm quang lập lòe, sau đó, một gã kiếm tu bước tới. Kiếm tu nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh người đàn ông áo xanh hỏi, thiên mệnh đâu? Người đàn ông áo xanh nhún vai đáp, đi rồi. Kiếm tu nhíu mày, đi rồi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, kệ nàng, chúng ta đi thôi. Y nói xong bèn ngự kiếm biến mất ở cách đó không xa. Kiếm tu suy nghĩ một lát cũng biến mất theo. Người đàn ông huyễn tộc lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc thì ba vị kia là sinh linh gì vậy? Thật là khủng bố. Gã như nhớ ra cái gì đó, mở tay ra, bức tranh mà cô gái váy trắng kia để lại lập tức xuất hiện trước mặt gã. Người đàn ông huyễn tộc nhìn bức tranh kia mồi lúc rồi bỗng nói, in bức tranh này ra 10 vạn tấm, ta muốn tộc nhân của mình ai cũng có. Nếu gặp được người này, phải nói cho ta biết ngay. Gã nói xong bèn nhìn về phía thời không trước mặt, mặt mày càng trở nên nghiêm trọng. Khoảnh khắc ban nãy, cô gái váy trắng kia đã trực tiếp đưa gã vào thời không tầng 7. Tuy là chỉ trong nháy mắt, nhưng, gã cũng đã trải nghiệm được sự ảo diệu trong thời không tầng 7. Điều này với gã quả thật là mở ra một cánh cửa mới. Trong Hoàng cung Thanh Châu, Diệp Huyên ngồi trên long ỷ, trong ngực hắn là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn rúc vào trong lòng Diệp Huyên, dịu dàng hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên gật đầu, nguy hiểm của loài người xem như đã được loại bỏ. Giờ, ta muốn đi ra ngoài sông pha. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, bên ngoài. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, có muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài với ta không? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, thế giới loài người còn chưa hiểu xong thì ta đi bên ngoài làm gì? Diệp Huyên nghe vậy im lặng. Giờ loài người đã đi tiếp xúc với văn minh vũ trụ bên ngoài. Nhưng trong vũ trụ mênh mông, loài người thật sự rất yếu. Nếu có văn minh bên ngoài xâm nhập vào thì với thực lực hiện tại của loài người là hoàn toàn không thể ngăn cản được. Diệp Huyên nghĩ vậy, nặng nề nói, nàng đã nhắc nhở ta rồi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, chàng định quản lý toàn bộ loài người. Diệp Huyên nhìn Thác Bạt Ngạn cười nói ra cái nhìn của nàng thử xem.
Thác Bạt Ngạn lắc đầu, chàng không thể quản lý được đâu. Lần này, mặc dù loài người đã hóa giải được nguy hiểm, nhưng, có rất nhiều người cũng không biết nguy hiểm lần này. Nếu chàng cố tình quản lý thì chỉ vất vả mà chẳng được gì thôi. Diệp Huyên im lặng. Thác Bạt Ngạn lại nói, dẫn dắt toàn bộ loài người đi tiếp rất rất mệt. Ta không muốn chàng mệt như vậy. Tay phải của Diệp Huyên có chút xấu xa luồn vào trong áo Thác Bạt Ngạn, cười nói cũng đúng. Thác Bạt Ngạn liếc Diệp Huyên, còn chưa đủ hả? Diệp Huyên cười ha ha, một ngày 10 lần cũng không đủ. Thác Bạt Ngạn. Chẳng mấy chốc, trong điện đã truyền ra một số âm thanh cực kỳ mắc cỡ. Chấm chấm chấm. Ngày thứ ba, Diệp Huyên rời khỏi Thanh Thành. Hắn cũng không có trực tiếp đi đến dị linh tộc, mà là vào tháp nhỏ. Tu luyện. Giờ hắn muốn củng cố cảnh giới cửu đoạn của mình. Ngoài ra, hắn còn lấy được 3 cái quả cầu ánh sáng từ dị linh tộc. Mà bên trong chúng đều là truyền thừa. Dị linh tộc rất thú vị. Họ có thể lấy toàn bộ ký ức và cuộc đời của một dị linh đã chết ra rồi cất vào trong quả cầu ánh sáng. Sau đó, đưa cho dị linh kế tiếp dùng, cũng chính là truyền thừa trong miệng họ. Cách này có thể đảm bảo dị linh tộc mạnh mẽ mãi mãi. Đương nhiên, nó cũng có chút tệ đoan là người thừa kế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi ký ức kia, nhưng cũng quyết định bởi đẳng cấp của quả cầu ánh sáng. Đẳng cấp càng cao thì người thừa kế bị ảnh hưởng cũng càng thấp. Cái mà Tiểu An nhận được có đẳng cấp cao nhất, loại ảnh hưởng ấy với Tiểu An mà nói gần như bằng không. Mà mấy cái hắn lấy được, tuy đẳng cấp không cao lại không thể ảnh hưởng đến hắn. Dù sao Diệp Huyên cũng là kiếm tu, tâm trí cực kỳ kiên định, không phải người bình thường có thể bằng được. 3 cái quả cầu ánh sáng đều là truyền thừa cửu đoạn, không có thập đoạn, nhưng với Diệp Huyên cũng đã đủ rồi. Giờ, hắn cũng chưa định tiến lên thập đoạn, Diệp Huyên để lại một cái. 2 cái còn lại thì cho Lâm Thiện và Phồn Đoá. Đương nhiên, hắn sẽ không quên những người đã giúp đỡ mình. Bên trong tháp nhỏ, sau khi Diệp Huyên hấp thu mọi truyền thừa bèn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiêu hóa những ký ức ấy. Phải công nhận rằng nền văn minh của dị linh tộc quả thật là cao hơn thần nhân tộc rất nhiều. Chỉ với thời không chi đạo thôi thì sự hiểu biết của họ cũng đã bỏ xa thần nhân tộc rồi. Ngoài hắn đang tu luyện ra thì tiểu hồn cũng đang đột phá. Diệp Huyên càng chờ mong với sự đột phá của tiểu hồn hơn. Tu luyện là không có 5 tháng. Khoảng mấy năm sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn nắm giữ thời không tầng 5. Chẳng những thế, sau khi hắn hấp thu truyền thừa trong quả cầu ánh sáng của dị linh tộc thì càng hiểu biết nhiều hơn, song cũng biết rõ về tộc này hơn. Dị linh tộc cũng từng ở trong vũ trụ vô ngần này, nhưng vào 1.000 tỷ năm trước, tổ tiên của họ đã đặt chân vào thời không tầng 5 nên đã dẫn cả tộc đi đến văn minh cấp 4. Hơn nữa, còn rời khỏi vũ trụ này và đi đến vũ trụ cao hơn là thiên linh. Họ cũng là chủng tộc duy nhất đi đến nền văn minh cấp 4 trong mảnh vũ trụ vô ngần này. Mà giờ, dị linh tộc đã tiến vào nền văn minh cấp 5. Đúng lúc này, Kiếm Thanh Huyên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, nhìn về phía Kiếm Thanh Huyên. Giờ nó đã lại đột phá. Diệp Huyên cầm lấy nó rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Sức mạnh. Hắn cảm giác được sức mạnh ẩn chứa trong nó ít nhất đã mạnh hơn trước gấp 10 lần. Diệp Huyên có chút ngơ ngác. Hình như cái đà tăng này hơi khoa trương thì phải. Lúc này, tiểu hồn lại bỗng nhiên nói, tiểu chủ, ta dẫn người đi một chỗ. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên biến mất khỏi tại chỗ. Lại xuất hiện thì đã ở trong một mảnh thời không. Diệp Huyên sửng sốt. Tầng tầng lớp lớp thời không xung quanh hắn giống như một tòa cao ốc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thời không tầng 5. Tiểu hồn cười hì hì nói, đúng vậy, tiểu chủ, chỉ cần người cầm ta thì có thể xuất hiện bên trong thời không tầng 5 này. Chẳng những vậy, áp lực thời không trong đây cũng sẽ không làm người bị thương. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao không thể làm ta bị thương? Tiểu hồn cười nói, ta cũng không biết, dù sao, giờ người nắm ta thì áp lực thời không kia sẽ không đe dọa gì được đến người. Diệp Huyên trần chờ một lát rồi bước lên trước mấy bước, vừa đi mấy bước, hắn đã cảm giác được vô số áp lực thời không cực kỳ khủng bố. Nhưng, hắn giống như trong suốt, chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Chuyện này là sao? Diệp Huyên nhíu mày, lẽ nào sau khi Kiếm Thanh Huyên đột phá đã mở ra chức năng mới?
Miễn dịch thời không? Diệp Huyên nghĩ vậy bèn nheo mắt lại, mình thế mà có thể miễn dịch thời không? Diệp Huyên nghĩ đến đó vội hỏi, tiểu hồn, người có thể cảm giác được tầng thời không tiếp theo không? Tiểu hồn đáp, được chứ. Nàng ta vừa nói thì thời không xung quanh Diệp Huyên chợt biến đổi, chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã xuất hiện trong lốc xoáy thời không. Nhìn ra xa là vô cùng vô tận lốc xoáy thời không. Diệp Huyên nhíu mày, đây là thời không tầng 6. Cổ họng Diệp Huyên lăn một cái, liếc nhìn xung quanh, toàn bộ bên trong lốc xoáy đều tản ra vô vàn áp lực thời không. Mà chúng lại mạnh hơn thời không tầng 5 ít nhất cũng phải gấp trăm lần. Trực giác nói cho hắn biết, riêng áp lực thời không thôi cũng đã có thể xóa sổ mình một cách dễ dàng. Mẹ nó! Điều này rất kích thích. Diệp Huyên lại hỏi, tiểu hồn, chúng ta còn có thể đi đến tầng thời không kế tiếp không? Tiểu hồn im lặng một lát rồi đáp, có thể. Nàng ta nói xong, không gian xung quanh Diệp Huyên lại thay đổi, phút chốc, hắn đã xuất hiện bên trong một mảnh không gian đen nhánh. Diệp Huyên nhíu mày, đây là... Tiểu hồn đáp, hình như là thời không tầng 7. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, ánh vào mi mắt đều là một mảnh đen thui. Hố đen thời không? Thời không tầng 7 là hố đen thời không? Diệp Huyên cẩn thận cảm giác xung quanh một chút, dần ra, sắc mặt hắn trở nên hết sức nghiêm trọng. Trong mảng hố đen thời không này cũng có áp lực thời không, hơn nữa, cường độ của nó cũng mạnh hơn tầng 6 không chỉ là gấp trăm lần. Điều này thật sự rất kinh khủng. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, ta đã cảm nhận được tầng thời không tiếp theo. Diệp Huyên im lặng, một kế hoạch khổng lồ chậm rãi hình thành trong đầu hắn. Dưới sự dẫn dắt của tiểu hồn, Diệp Huyên đã đến thời không tầng 8. Vừa đến được thời không tầng 8, Diệp Huyên đã ngây người. Vì hắn phát hiện ở trước mặt hắn có một người y hệt như mình vậy. Đây là chuyện gì? Hắn nhíu mày. Mà lúc này, hắn ở trước mặt hắn kia cũng nhíu mày. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng bảo tiểu hồn đưa hắn rời khỏi thời không tầng 8. Sau khi quay về hiện thực, vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng, khoảnh khắc vừa nãy, đột nhiên hắn có chút hoảng loạn, hay nói đúng hơn là sợ hãi, nỗi sợ từ tận đáy lòng. Rốt cuộc đó là vùng thời không gì? Tại sao lại có một bản thân khác? Bản thân đó là chân thực sao? Không có đáp án. Tiểu hồn cũng không biết. Một lúc sau, Diệp Huyên trầm giọng nói, xem ra, sau này gặp Thanh Nhi phải hỏi rõ rồi. Hắn không dám tiếp tục tìm kiếm thời không tầng 8 nữa, hắn sợ bản thân sẽ đùa đến mức bản thân cũng chết mất thôi. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên về, rồi lấy ra truyền tống lệnh do vương của dị linh đưa cho hắn, sau đó, hắn lập tức biến mất không thấy dấu. Tại vũ trụ thiên linh, dị linh giới. Khi Diệp Huyên mở mắt ra, hắn đã ở trong hoàng cung của dị linh giới rồi, lúc này, một ông lão người dị linh bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão kính cẩn thi lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử, tộc trưởng đã đợi một lúc rồi. Diệp Huyên khẽ cười, làm phiền dẫn đường. Ông lão dị linh khẽ thi lễ, đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo ông lão dị linh đến một đại điện, chỉ có vương của dị linh. Nhìn thấy Diệp Huyên, vương của dị linh đứng dậy, ông ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, người để ta tham gia hội triển lãm này, chắc hẳn không đơn giản như vậy, đúng chứ? Vương của dị linh gật đầu, thực không dám giấu, lần này mời tiểu hữu tham gia triển lãm thần vật, là muốn mời tiểu hữu giúp đỡ. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, giúp gì vậy? Vương của dị linh nói, ở vũ trụ thiên linh này, có ba thế lực siêu sấp, ngoài dị linh tộc ta thì còn có minh linh tộc và thiên phủ. Mà dị linh tộc với thiên phủ này cũng xem như là có thù oán, mỗi lần diễn ra triển lãm thần vật thì hai bên đều sẽ đọ sức một lần, bên thua sẽ bị bên thắng sỉ nhục thậm tệ. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối muốn dùng kiếm của ta. Dị linh vinh cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng không quên, đối phương nói thiên phủ gì đó là tử địch, nếu hắn giúp đỡ dị linh tộc, đồng nghĩa sẽ vô duyên vô cớ rước thêm một kẻ địch cực mạnh. Vương của dị linh đột nhiên nói, hai người bạn của tiểu hữu đã đến thập đoạn rồi, không chỉ vậy, với sự giúp đỡ của dị linh tộc ta, tương lai không bao lâu bọn họ sẽ đạt đến thập nhất đoạn.
Ngoài ra, ta đã cứ người chăm sóc nhân tộc, có dị linh tộc ta thì không ai có thể làm hại nhân tộc. Nói đến đây, ông ta mở lòng bàn tay, một khối cầu sáng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Khối cầu sáng này còn lớn gần gấp đôi khối cầu đưa cho Tiểu An. Vương của dị linh nói, Tiểu Hữu, trong quả cầu này là của một vị vua trước kia của dị linh tộc ta truyền thừa, nếu Tiểu Hữu hấp thụ ít nhất có thể đạt đến thập nhị đoạn. Không chỉ vậy, còn có thể nắm giữ rất nhiều thần kỹ thời không. Đương nhiên, ta cũng phải nhắc nhở Tiểu Hữu, giúp đỡ dị linh tộc ta, chắc chắn sẽ đắc tội với thiên phủ, nhưng Tiểu Hữu yên tâm, bên phía thiên phủ, dị linh tộc ta sẽ đối phó, tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm hại Tiểu Hữu. Nói xong, ông ta đưa khối cầu sáng đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Đây đúng là một người thông minh mà. Hắn còn chưa làm gì, nhưng lợi ích đã có nhiều như vậy rồi, đối phương là muốn khiến hắn không thể từ chối. Diệp Huyên im lặng. Hắn đoán là, đối phương muốn kéo hắn xuống nước, nói đúng hơn là muốn kéo đại ca xuống nước, người đối phương xem trọng là đại ca. Không phải hắn nghĩ phức tạp, mà là hắn rất tỉnh táo, người ta dựa vào đâu mà lại đối đãi với Diệp Huyên hắn như vậy. Bởi vì hắn đẹp trai sao? Đương nhiên là không phải. Người đứng đầu một chủng tộc kinh khủng như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng là suy nghĩ cho chủng tộc của mình, nhân vật như vậy, bình thường làm việc sẽ không ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân, vì vậy, chắc chắn đối phương không thể bởi vì tán thưởng Diệp Huyên hắn mà làm vậy được. Chắc chắn có âm mưu. Mà mưu đồ này, nhất định nhắm vào đại ca. Mà bản thân cũng không thể hành động theo cảm tính. Bởi vì có nhiều lúc, giữa chủng tộc này và chủng tộc kia, căn bản không hề có thứ như tình nghĩa gì cả, mà chỉ có lợi ích. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn vương của dị linh, cười nói, tiền bối, người xem lại kiếm của ta xem. Nói rồi, hắn lấy kiếm Thanh Huyên đưa cho vương của dị linh. Vương của dị linh liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, sau đó, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, kiếm này lại trở nên mạnh rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã lập tức đi vào thời không tầng 5. Thấy vậy, con người của vương dị linh chợt co lại. Thời không tầng 5, thanh kiếm này lại trực tiếp đi vào thời không tầng 5. Hơn nữa, còn có thể chịu đựng được áp lực thời không trong thời không tầng 5. Thật kinh khủng. Đột nhiên Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn dị linh tộc, cười nói, tiền bối, Diệp Huyên ta là người thành thật, ta thật tâm muốn giữ quan hệ tốt với dị linh tộc. Vương của dị linh nhìn Diệp Huyên, ánh mắt chợt lóe lên nghiêm trọng, dị linh tộc ta cũng thật tâm muốn giữ quan hệ tốt với tiểu hữu, qua lại tốt với nhân tộc. Sao ông ta lại không hiểu ý của Diệp Huyên? Diệp Huyên không muốn bị lợi dụng, vừa nãy lấy kiếm ra rõ ràng là thể hiện thực lực, cũng là đang cảnh cáo. Diệp Huyên cười nói, ngày mai là triển làm thần vật rồi sao? Vương của dị linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối. Vậy ta quay về nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tham gia đúng giờ. Vương của dị linh lập tức nói, tiễn tiểu hữu đến linh thần các nghỉ ngơi. Ông lão dị linh tộc lúc trước dẫn đường lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khẽ thi lễ, Diệp công tử theo ta. Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối, ngày mai gặp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, một cô gái dị linh tộc xuất hiện trong điện, cô gái nhìn phía xa bên ngoài điện. Lạnh nhạt nói, phụ vương, có nhất thiết phải đối đãi với loài người như vậy không? Vương của dị linh liếc nhìn cô gái dị linh, vậy theo con thấy thì sao? Cô gái dị linh lạnh nhạt nói, tên loài người này chẳng qua chỉ là sinh linh thấp kém do thần nhân tộc tạo ra mà thôi, đừng nói là bọn họ, ngay cả nhân tộc thì trong mắt dị linh tộc ta cũng chỉ là đám kiến nhỏ mà thôi. Hắn! Im miệng! Vương của dị linh đột nhiên giống giận. Sắc mặt cô gái dị linh thay đổi, vội cúi đầu. Vương của dị linh nhìn cô gái dị linh, nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn lúc nãy không? Trong thanh kiếm đó có chứa thời không chi đạo, đã vượt qua dị linh tộc ta rồi. Nghe vậy, cô gái dị linh vô cùng kinh ngạc, chuyện này, sao có thể chứ? Vương của dị linh nhẹ giọng nói, tình huống bình thường thì không thể. Nhưng sự thật là như vậy, đại ca kia của hắn, một kiếm có thể đánh bại ta rồi. Nói rồi ông ta từ từ nhắm hai mắt lại, ta để hắn đến đây, không phải để hắn tham gia triển lãm thần vật,
mà mục đích là muốn lôi kéo hắn, thuận tiện để thiên phủ nhắm vào hắn, nhưng không ngờ, tên này lại biết rõ mục đích của ta. Cô gái dị linh trầm giọng nói, vậy phụ vương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Vương của dị linh im lặng một lát rồi nói, tiếp tục bày tỏ thiện chí. Cô gái dị linh nhíu mày, nhưng nếu hắn chỉ lấy lợi mà không làm. Vương của dị linh cười nói, ta không tin mặt hắn sẽ dày như vậy. Dưới sự dẫn dắt của ông lão dị linh, Diệp Huyên đã đến linh thần các, vừa đi vào linh thần các, một luồng linh khí cực kỳ tinh khiết đã xộc đến. Ông lão dị linh khẽ thi lễ, Diệp công tử cứ nghỉ ngơi ở đây. Nói xong, ông ta liền lui ra ngoài. Diệp Huyên đi thẳng vào trong tháp nhỏ, hắn lấy khối cầu truyền thừa do vương của dị linh đưa cho hắn, tử khí của hắn đi vào trong, khối cầu sáng lập tức đi vào giữa trán hắn, thoáng chốc, vô số thông tin đã lan khắp não hắn. Ca thủ thập đoạn. Muốn đạt đến cao thủ thập đoạn, nhất định phải trồng chất thời không tầng 1 đến thời không tầng 4, hình thành lớp thời không trồng chất. Giống như ma vô tiên kia vậy. Muốn làm được như vậy, đương nhiên không hề đơn giản, nhưng trong khối cầu sáng này có phương pháp. Diệp Huyên phát hiện, khối cầu truyền thừa này thật sự giống như làm bừa vậy, hoàn toàn là một kiểu phục chế. Thực lực đến không hề nhẹ nhàng. Dị linh tộc là vì có phương pháp này nên mới có thể vẫn tiếp tục duy trì được cao thủ trong tộc. Một cao thủ ngã xuống, dùng không bao lâu, trong tộc cũng có thể lập tức bồi dưỡng ra được một cao thủ tiếp. Với tình hình như vậy, chỉ cần dị linh tộc không gây chuyện với văn minh cấp bậc cao hơn, thì văn minh bình thường căn bản không thể đấu lại bọn họ. Đương nhiên, khối cầu sáng này cũng có mặt tệ, chính là thực lực đến không dễ dàng, hơn nữa, toàn bộ đều là đừng người ta đã đi, với tình hình như vậy, người truyền thừa muốn vượt qua chủ nhân ban đầu thì gần như là chuyện không thể. Trong dị linh tộc, phàm nhân được truyền thừa, thì căn bản đều không vượt qua chủ nhân ban đầu. Đây là một khuyết điểm rất lớn. Khối cầu sáng truyền thừa này vẫn là thứ mà vô số người dị linh tộc mơ ước. Vốn dĩ muốn đạt đến thập đoạn, ít nhất cũng phải mười mấy vạn năm, nhưng nếu có khối cầu sáng truyền thừa thì cũng không cần phải đến mấy vạn năm nữa. Thời gian rút ngắn không chỉ 10 lần. Lúc này Diệp Huyên cũng có chút do dự. Dùng hay không dùng? Không chần chừ lâu, hắn quyết định dùng, đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn phục chế đối phương. Hắn muốn là tham khảo kinh nghiệm của đối phương, nhất là cách dùng thời không của đối phương, đây chính là thứ hắn muốn học trước nhất. Thời gian trôi qua nhanh, ngày hôm sau, ông lão dị linh lại đến trước phòng Diệp Huyên, ông ta khẽ thi lễ, Diệp công tử, buổi triển lãm thần vật sắp bắt đầu rồi. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt ông lão dị linh. Ông lão dị linh lại khẽ thi lễ, Diệp công tử, tộc trưởng đã đợi ngoài cửa rồi. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Diệp Huyên đi theo ông lão dị linh đến cửa hoàng cung, vương của dị linh đã đứng đó chờ. Vương của dị linh cười nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta lên đường thôi. Trên đường, ta sẽ giải thích về vũ trụ thiên linh cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, đúng lúc ta cũng muốn tìm hiểu vùng vũ trụ này. Vương của dị linh gật đầu, sau đó đưa Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường, vương của dị linh nói, Diệp tiểu hữu, mạo muội cho hỏi, người tạo ra kiếm này là từ văn minh nào? Thanh Nhi đến từ văn minh gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, có thể là đến từ văn minh gọi là vô địch. Vương của dị linh. Thanh Nhi thuộc văn minh gì? Thật sự Diệp Huyên không biết, dù sao theo hắn thấy, Thanh Nhi là vô địch. Theo những gì hắn biết đến hiện tại, Thanh Nhi vẫn luôn vô địch. Khi gặp được thần nhân tộc. Hắn vốn cho rằng thần nhân tộc tạo ra loài người thì có thể đánh bại Thanh Nhi, thế nhưng, sự thật đã chứng minh, thần nhân tộc tạo ra loài người ở trước mặt Thanh Nhi cũng chỉ như đám kiến. Rốt cuộc nàng mạnh đến nhường nào? Hắn không biết, dù sao có hỏi thì cũng là vô địch. Nghe thấy Diệp Huyên nói vậy, vương của dị linh cũng sững người sau đó im lặng. Vô địch. Theo hắn ta thấy, lời vô địch này đương nhiên có hơi quá, nhưng... Thực lực người tạo ra thanh kiếm kia thì không thể nghi ngờ, đối phương ít nhất là cao thủ văn minh cấp 5. Văn minh cấp 5. Nghĩ đến đây, vẻ mặt vương của dị linh trở nên phức tạp. Dị linh tộc vì để có thể đạt đến văn minh cấp 5, mà đã phấn đấu cả nghìn vạn năm, thế nhưng đến hiện tại đều không nhìn thấy hy vọng nào. Mà hắn ta không ngờ,
một tên loài người lại có thể đạt đến văn minh cấp 5, phải biết rằng, thần nhân tộc tạo ra loài người cũng chỉ là văn minh cấp 3 mà thôi. Nhân tộc sắp nổi dậy rồi. Vương của dị linh thở dài trong lòng. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, vũ trụ thiên linh này có văn minh cấp 5 không? Vương của dị linh lắc đầu, không có. Diệp Huyên nhíu mày, lúc trước cũng không có. Vương của dị linh do dự chốc lát rồi nói, rất lấy trước kia, vùng vũ trụ này có một chủng tộc rất kinh khủng, gọi là thú linh tộc. Bọn họ vốn là yêu thú, thực lực tầm thường, nhưng, trong tộc bọn họ xuất hiện một thiên tài siêu cấp, nhai yêu. Thú này đã đạt đến thập tứ đoạn trong truyền thuyết, hơn nữa đã bước đến thời không tầng 6, mà cả thú tộc bởi vì hắn đột phá, huyết mạch đột phá xiềng xích của bản thân, tọa hóa thành linh, dưới sự dẫn dắt của nhà yêu, thí linh tộc đã bước vào văn minh cấp 5, nhưng sau này, không biết nguyên nhân gì, bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Theo chúng ta phỏng đoán, hoặc là bọn họ gặp phải văn minh không địch nổi, hoặc là chủng tộc đã biến mất vùng vũ trụ thiên linh này. Diệp Huyên trầm giọng nói, huyết mạch đã đạt đến một trình độ nhất định, cũng có thể tiến vào văn minh cấp cao hơn. Vương Dị Linh cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyên nhíu mày, có chút nghi hoặc, huyết mạch bản thân cũng không kém. Sao bản thân vẫn còn yếu như vậy chứ? Chẳng lẽ là bị cha động tay chân rồi sao? Vương Dị Linh lại nói, vũ trụ thiên linh bây giờ cũng sắp đối mặt với một vấn đề lớn, mà vấn đề này một khi bùng nổ thì cả vũ trụ thiên linh sẽ đại loạn. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, nhìn vương của dị linh, vấn đề lớn. Vương của dị linh gật đầu, vấn đề về linh khí. Diệp Huyên trầm giọng nói, linh khí vùng vũ trụ này không đủ sao? Vương của dị linh nói, đương nhiên không đủ, người phải biết, phàm là cao thủ đã đạt đến một trình độ nhất định, sống mấy chục vạn năm thì sẽ khá là dễ dàng, nhưng người sống càng lâu thì nhu cầu linh khí với vùng đất trời này càng lớn, vũ trụ thiên linh từ khi có mặt tới nay. Ít nhất cũng trải qua lịch sử vạn tỷ năm, mà những năm này, sinh linh vũ trụ này không hề tiết chế hấp thụ linh khí vùng vũ trụ này, đến hiện tại có thể nói đã đến bước cạn kiệt. Nếu còn không thể đột phá đến văn minh cấp nữa, rời khỏi vùng vũ trụ này thì vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện cục diện tàn sát lẫn nhau. Diệp Huyên nói, lúc trước tiền bối từng nói, vùng vũ trụ này có ba thế lực siêu cấp, ngoài dị linh tộc, còn có minh linh tộc và thiên phủ. Vương của dị linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói, tiền bối có thể nói thêm về hai thế lực này không? Vương của dị linh cười nói, đương nhiên có thể. Minh linh tộc này là một chủng tộc đặc biệt, bọn họ sống ở âm sát chi địa, thích tử khí, dụ dỗ linh hồn. Đây là một chủng tộc vô cùng kỳ dị, cho dù là dị linh tộc ta, cũng không muốn chọc phải bọn họ. Đương nhiên, chúng ta cũng không e ngại bọn họ, mà bọn họ cũng không ra ngoài gì, căn bản đều ở âm sát chi giới. Nói đến đây, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, nghiêm túc nói, tiểu hữu, nhớ kỹ, không có chuyện gì thì đừng bước vào âm sát chi giới kia, đó không phải nơi mà sinh linh bình thường có thể đến. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối nói như vậy, ta lại cảm thấy sau này có khả năng ta sẽ xuất hiện ở nơi đó rồi. Vương của dị linh nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên lắc đầu, trực giác. Vương của dị linh. Diệp Huyên lại nói, tiền bối nói về thiên phủ xem. Vẻ mặt vương của dị linh dần trở nên lạnh lẽo, thiên phủ này vốn là một thế lực tổ chức tán tu, nhưng sau này càng lúc càng phát triển lớn mạnh, bên trong bọn họ sinh linh gì cũng có, hình như có cả loài người. Diệp Huyên nhíu mày, loài người. Vương của dị linh gật đầu, hình như là có một người loài người. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ. Lúc này, vương của dị linh chợt nói, tiểu hữu, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn, không trung gần đó có một cung điện khổng lồ, cung điện giống như được làm từ thủy tinh, mặt tường sáng như gương, chậm chậm di chuyển, vô cùng xa hoa. Vương của dị linh nói, đây là dị tinh điện, bình thường dị linh tộc ta nếu muốn đấu giá thứ gì, thì đều tổ chức ở đây. Lát nữa sau khi triển lãm thần vật kết thúc, sẽ có những thần vật đấu giá tại đây, nếu tiểu hữu có hứng thú thì có thể mua được. Diệp Huyên chớp mắt, dùng gì để mua? Vương của dị linh mở lòng bàn tay, một khối tinh thạch tím đậm xuất hiện trong tay ông ta, vật này chính là thiên tinh, là tiền tại vũ trụ thiên linh chúng ta. Chất lượng thiên tinh này chia thành hạ phẩm và thượng phẩm với cả cực phẩm, một khối cực phẩm thiên tinh, đủ để một cao thủ thập đoạn tu hành cả một năm. Nói rồi, người này khẽ cười, tu hành,
thật ra rất tốn tiền. Tiểu Hữu hẳn cũng hiểu rõ nhỉ. Diệp Huyên lắc đầu, ta chưa từng thiếu tiền. Vẻ mặt Vương của Dị Linh cứng đờ. Như Diệp Huyên nói, quả thực hắn chưa từng thiếu tiền, tài nguyên tu luyện, hắn thật sự chưa từng thiếu bao giờ. Ngay lúc này, một cô gái Dị Linh đi đến trước mặt hai người, cô gái Dị Linh nói, phụ vương. Nói rồi, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, xin chào. Vương của Dị Linh cười nói, tiểu Hữu, nó là con gái ta Dị Khâm. Diệp Huyên cười nói, xin chào Dị Khâm cô nương. Dị Khâm khẽ cười, phụ vương, Diệp công tử, sắp bắt đầu rồi. Chúng ta vào ngồi thôi. Vương của Dị Linh gật đầu, Diệp tiểu Hữu, mời. Diệp Huyên cười nói, mời tiền bối trước. Vương của Dị Linh cười nói, chúng ta cùng đi vậy. Ở trước mặt Diệp Huyên, hắn ta thật sự không dám ra vẻ. Sau khi ba người đi vào thiên tinh điện thì Diệp Huyên phát hiện, bên trong thiên tinh điện rất lớn, trên đầu không có vật gì che chắn cả, vừa nhìn đã có thể thấy cả trời xanh. Mà ngay chính giữa trong thiên tinh điện này, có một sân khấu khổng lồ, sân khấu cao đến mười mấy trượng, trên sân khấu có một cô gái Dị Linh tộc đang đứng, mà xung quanh sân khấu là những chiếc ghế lơ lửng khổng lồ. Lúc này, trên những chiếc ghế lơ lửng xung quanh đã có vài người, rõ ràng đều đến để tham gia triển lãm thần vật này. Vương của Dị Linh đưa Diệp Huyên đến một vị trí đầu rồi ngồi xuống, ông ta quay đầu nhìn bên phải, phía bên phải không xa là một người đàn ông trung niên đang ngồi, trên đầu người đàn ông trung niên có hai sừng, miệng khẽ nhếch cười nhạt. Khi Diệp Huyên ngồi xuống thì ông ta cũng liếc nhìn Diệp Huyên. Vương của Dị Linh ở bên cạnh Diệp Huyên nói, người này là Mục Thiên, phủ chủ hiện tại của Thiên Phủ, Tê Linh Tộc. Diệp Huyên nhìn Mục Thiên kia, sâu không lường được. Mục Thiên đột nhiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, vị tiểu huynh đệ này là. Diệp Huyên cười nói, nhân tộc, Diệp Huyên. Nhân tộc. Mục Thiên khẽ cười, thì ra là Diệp công tử của nhân tộc, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Huyên không nói gì, ngưỡng mộ khỉ gì chứ, người quen ta sao? Vương của Dị Linh cười nói, Mục Thiên phủ chủ, không biết lần này quý phủ đem thần vật gì đến, ta lại rất mong chờ đấy. Mục Thiên cười ha ha, ông ta không đáp lời Vương của Dị Linh, mà lại nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tả hẳn là lần đầu đến vũ trụ thiên linh, ta đây có một vật muốn tặng Diệp công tử. Nói rồi, ông ta mở lòng bàn tay, một thần vật đã xuất hiện trong tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, không cần. Nghe vậy, Mục Thiên chợt ngây người, còn Vương Dị Linh ở bên cạnh Diệp Huyên cũng nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Diệp Huyên lại cười nói, tấm lòng của Mục Thiên phủ chủ, ta xin nhận. Nếu ta cần thứ gì, thì ta sẽ tìm Dị Linh tộc. Vẻ mặt tươi cười của Mục Thiên dần biến mất. Vương của Dị Linh thì cười lớn, nếu Diệp tiểu hữu có cần gì thì cứ nói, chỉ cần Dị Linh tộc ta có, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Mục Thiên đang tỏ ý tốt sao? Không. Diệp Huyên biết rõ, đối phương ngoài mặt tỏ ý tốt. Nhưng thực chất là muốn ly gián hắn và Dị Linh tộc, nếu hắn nhận lễ vật của Mục Thiên, thì trong lòng Dị Linh tộc chắc chắn sẽ không phục, mà hắn có thể qua lại tốt với Thiên Phủ sao? Không. Thiên Phủ chưa từng thấy thực lực của đại ca, đối phương chắc chắn không thể tôn trọng hắn như Dị Linh tộc, lại còn thật lòng muốn giữ quan hệ tốt với hắn. Thế gian này, không có cái gì lại vô duyên vô cớ mà tốt cả. Người tồn tại bên ngoài, nhất định phải giữ tâm nhãn. Chớ để cái trước mắt che mở tâm trí. Mục Thi nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, sau đó rời tầm mắt, vẻ mặt tươi cười dần biến mất. Gương mặt Vương của Dị Linh ở bên cạnh Diệp Huyên lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tộc. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên ở phía sau không xa. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng. Loài người. Diệp Huyên sững người. Đây chính là cao thủ loài người đi ra từ vũ trụ loài người kia sao? Vương của Dị Linh ở bên cạnh Diệp Huyên nói, hắn tên Lăng Thiên, là cao thủ loài người, hiện tại là vị một trưởng lão của Thiên Phủ, cao thủ đỉnh cao thập nhị đoạn. Lăng Thiên kia đi đến bên cạnh Mục Thiên, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, chưa từng nghĩ đến sau nhiều năm như vậy nhân tộc cuối cùng cũng có một người đi ra. Diệp Huyên cười nói, nhân tộc quả thực không dễ dàng. Lúc này,
Mục Thiên ở bên kia bỗng cười nói, Lăng Thiên trưởng lão, ngươi thân là người đứng đầu nhân tộc, không ngại nói với chúng ta về nhân tộc chứ, cũng để chư vị chúng ta hiểu thêm về nhân tộc, thế nào? Diệp Huyên nhíu mày, người đứng đầu nhân tộc. Mục Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, Lăng Thiên trưởng lão chính là người đứng đầu nhân tộc, thế nào, ngươi có vấn đề? Diệp Huyên liếc nhìn Lăng Thiên, người đứng đầu nhân tộc này, là tự phong sao? Vương của Dị Linh lập tức cười lớn, chắc hẳn là tự phong rồi. Mục Thiên cười nói, xem ra, Diệp công tử không phục rồi. Nếu đã không phục vậy chi bằng đấu đơn. Bên kia, Lăng Thiên lại cười nói, ta lúc nào cũng có thể. Nói rồi, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên, người thì sao? Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên ra, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên lập tức đi vào thời không tầng 6, thấy vậy, vẻ mặt đám người Lăng Thiên kia lập tức cứng đờ. Diệp Huyên cười nói, đấu đơn, cũng chỉ là thập nhị đoạn, không thú vị gì. Nào, Mục Thiên phủ chủ, người gọi tổ ra đi. Mọi người. Gọi tổ tông. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Khẩu khí thật lớn. Lại có thể để Thiên phủ gọi tổ tông. Nhưng, khi nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Huyên, tất cả cường giả ở đây đều trầm lặng. Sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Thời không tầng thứ 6. Thanh kiếm này thế nhưng đã tiến vào thời không tầng thứ 6. Thời không tầng thứ 6. Phải biết rằng, cho dù là Mục Thiên và Vương của Dị Linh cũng mới là cường giả thập tam đoạn, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào thời không tầng thứ 5. Mà loài người trước mặt đây lại có thể tiến vào thời không tầng thứ 6. Mục Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thời không hiện tại của thanh kiếm trước mặt thật sự đã vượt qua thời không tầng thứ 5. Người ở trước mặt này rốt cuộc là ai? Không chỉ có Mục Thiên, Vương của Dị Linh cũng hơi ngẩn người. Ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên vậy mà đã có thể tiến vào thời không tầng thứ 6, phải biết rằng, Diệp Huyên hiện tại cũng mới chỉ là cửu đoạn mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Mục Thiên phủ chủ, ta còn đang đợi ngươi gọi tổ tông đây. Mục Thiên hơi do dự, sau đó ôm quyền, các hạ, lúc nãy đã mạo phạm rồi. Xin các hạ đừng trách. Diệp Huyên nhìn Mục Thiên, nụ cười dần biến mất, người nói xin đừng trách thì không trách. Sắc mặt Mục Thiên trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến tay hắn, nếu Mục Thiên phủ chủ không gọi tổ tông, vậy hai chúng ta đấu vài chiêu. Sống chết tự chịu. Sống chết tự chịu. Giữa sân, các cường giả đều nhìn về phía Mục Thiên. Mục Thiên có dám tiếp chiêu không? Sắc mặt Mục Thiên đã khó coi tới cực điểm, nếu cự tuyệt, về sau ông ta còn có thể lăn lộn. Nhưng nếu như ứng chiến, thì sẽ phải phân sống chết. Loài người trước mặt thần bí như thế, ông ta không nắm chắc chút nào. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại nói, chiến lại không chiến, lại không cho lợi ích gì, Mục Thiên phủ chủ, ngươi là có ý gì? Cho lợi ích. Mục Thiên ngây người, sau đó vội vàng nói, các hạ, vừa rồi là ta đường đột, mong các hạ thứ lỗi. Nói xong, một chiếc nhẫn chứa đồ lặng lẽ xuất hiện trên tay Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, mẹ nó, người này thật sự có bản lĩnh. Hắn không cảm nhận thấy chút dao động không gian nào, nhẫn chứa đồ kia đã xuất hiện trên tay hắn rồi. Có thể không đánh thắng được. Diệp Huyên đương nhiên là phải dừng tay đúng lúc. Nếu không, người ta thật sự gọi tổ tông, vậy bản thân không phải sẽ khó xử. Tuy rằng hiện tại hắn có thể tiến vào thời không tầng thứ 8, thậm chí là thời không tầng thứ 9, nhưng là, hắn chỉ có thể vào, sau đó thì không thể làm được gì. Chiêu này, chỉ có thể dùng để dọa người. Diệp Huyên nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ trên tay, bên trong có đến 100.000 thiên tinh thượng hạng. Đủ dùng rất lâu. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thanh Huyên, thôi vậy. Nghe vậy, nét mặt Mục Thiên liền thả lỏng, ông ta thật sự hơi kiêng dè Diệp Huyên, hơn nữa, Thiên phủ hoàn toàn không cần thiết phải trêu chọc một cường giả như Diệp Huyên. Tốn chút tiền giải quyết chuyện này, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà, ông ta vẫn có chút lo lắng, bởi vì Diệp Huyên và Dị Linh tộc rất thân thiết với nhau. Lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ một bên, Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cường giả mặc áo đen bay lơ lửng,
người này toàn thân đều được bao phủ trong áo đen, không thể nhìn thấy diện mạo thật, mà ở xung quanh ông ta, còn có một luồng âm linh tử khí cực kỳ nồng đậm. Bên cạnh Diệp Huyên, vương của dị linh trầm giọng nói, đây là Minh đạo tộc trưởng của Minh linh tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Minh đạo, các hạ có việc. Minh đạo nhìn Diệp Huyên, lần này triển lãm kết thúc, không biết Diệp công tử có thể nể mặt mà nhận lời đến âm linh giới của ta làm khách không? Diệp Huyên cười nói, ta có lẽ hơi bận. Minh đạo gật đầu, không sao, âm linh giới ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Diệp công tử. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, xin hãy nhận lấy chiếc nhẫn này. Minh giới. Bên cạnh Diệp Huyên, vương của dị linh trầm giọng nói, người này thật hào phóng. Diệp Huyên nhìn sang vương của dị linh giải thích nói, đây là một loại tượng trưng cho thân phận, giống như chiếc nhẫn chứa đồ ta cho ngươi. Đại lễ. Diệp Huyên nhìn về phía Minh đạo, cười nói, Minh đạo tộc trưởng, vô công bất thụ lộc. Minh đạo im lặng một lát, sau đó nói, nếu Diệp công tử không chê, Minh linh tộc ta sẽ là bạn của Diệp công tử. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn phát hiện, hắn đã đánh giá thấp thời không tầng thứ 6 này rồi. Kỳ thực, hắn thực sự đã đánh giá thấp. Phải biết rằng, tiến vào thời không tầng thứ 6, điều đó có nghĩa là rất có khả năng đã tiếp xúc đến nền văn minh cao cấp hơn, mà theo đuổi nền văn minh cao cấp hơn là giấc mộng cả đời của những thế lực này. Đạo tu hành, không tiến lên chính là chết. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn minh. Cười nói, Diệp Huyên ta thích kết giao bạn bè. Minh đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử nếu ngày sau có rảnh, xin mời đến Minh linh tộc làm khách. Diệp Huyên cười nói, nhất định. Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Minh đạo, sắc mặt âm trầm. Lúc này, cô gái dị linh tộc trên viên đài đột nhiên cười nói, các vị khách khứa đều đã đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía vương dị linh khẽ gật đầu. Ông ta xuất hiện trên viên đài, phất tay áo, một chiếc quan tài lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên phải đài. Quan tài lớn toàn thân tối đen, trên nắp quan tài có một ký hiệu kỳ dị, ngoài ra thì không có gì đặc biệt khác. Vương của dị linh nhìn qua mọi người ở đây, sau đó cười nói, các vị, đây là thứ dị linh tộc ta lấy được từ vô hư chi địa, tên thiên quan, sau khi được các học giả của dị linh tộc nghiên cứu, quan tài này ít nhất đã tồn tại hàng nghìn tỷ năm, hơn nữa. Vật này rất có thể đến từ nền văn minh cấp 5. Nền văn minh cấp 5. Giữa sân, tất cả cường giả đều lộ vẻ xúc động. Lúc này, Mục Thiên cười nói, nền văn minh cấp 5. Vương của dị linh, người tùy tiện làm ra một cái quan tài, liền nói đây là thần vật của nền văn minh cấp 5, người không thấy nực cười sao? Vương của dị linh nhìn thoáng qua Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, có phải thần vật của nền văn minh cấp 5 hay không? Ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, vì để công bằng, chúng ta để Minh đạo tộc trưởng và viện trưởng của học viện Tắc Hạ Mộc Chi đến phân định, ngươi thấy không có vấn đề chứ? Mục Thiên cười nói, đương nhiên. Vương của dị linh gật đầu, ông ta nhìn về phía Minh đạo khẽ gật đầu, sau đó xuất hiện trên bãi đá, cùng lúc đó, một ông lão tóc bạc cũng xuất hiện trên đó. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão tóc bạc, tiền bối, vũ trụ thiên linh còn có thư viện. Vương của dị linh gật đầu, học viện Tắc Hạ, một học viện vô cùng cổ xưa, thực lực của bọn không tốt lắm, nhưng học sĩ đều rất uyên bác, đặc biệt là về lịch sử của vũ trụ này, nghiên cứu rất nhiều. Ngoài ra, ông ấy còn là thầy của bọn ta. Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, thầy của các ngươi. Vương của dị linh gật đầu, chúng ta đều từng học ở học viện Tắc Hạ, nhìn thấy ông ấy, đều phải tôn xưng một tiếng thầy. Xa xa trên bãi đá. Minh đạo tộc trưởng hơi hành lễ với Mộc Chi, tiên sinh xin mời người trước. Mộc Chi khẽ lắc đầu, người và ta cùng nhau xem. Minh đạo hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Hai người đi đến trước thiên quan, Mộc Chi nhìn đánh giá thiên quan một lượt, rất nhanh đã nhíu mày, ông ta đặt tay phải lên ấn ký thần bí phía trên nắp thiên quan, một lát sau, ông ấy trầm giọng nói, vật này đến từ nền văn minh cấp 5. Lời vừa nói ra, các cường giả ở đây đều kinh hãi. Mục Thiên trầm giọng nói, tiên sinh dựa vào cái gì nhận định vậy này đến từ nền văn minh cấp 5. Mộc Chi xoa ấn ký thần bí kia,
Sau đó nói, ấn ký này hẳn là đến từ một chủng tộc cổ xưa nhất, cũng chính là Thiên A tộc, mà Thiên A tộc này thuộc nền văn minh cấp 5. Thiên A tộc. Mục Thiên trầm lặng, Thiên A tộc có thể nói là chủng tộc cổ xưa nhất của vũ trụ thiên linh, còn sớm hơn so với thú linh tộc, nhưng mọi người không hiểu biết nhiều về Thiên A tộc này, bởi vì quá lâu rồi. Lúc này, Mộc Chi đột nhiên nhìn về phía vương của dị linh, người có biết vật này dùng như thế nào không? Vương của dị linh lắc đầu, sau khi có được vậy này, dị linh tộc ta dùng vô số loại phương pháp, nhưng đều không thể sử dụng nó. Mộc Chi nhìn đánh giá thiên quan một lượt, sau đó nói, có thể mở nắp ra không? Vương của dị linh cười khổ, cũng không thể. Mộc Chi chìm vào trầm lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta cảm thấy trong này có lẽ chứa một cô gái. Vương của dị linh nhìn về phía Diệp Huyên, vì cái gì? Diệp Huyên cười gượng gạo, ta đoán. Vương của dị linh. Đúng lúc này, Mục Thiên ở xa xa đột nhiên cười nói như vậy, tuy vật này là từ nền văn minh cấp 5, nhưng không có tác dụng gì, đúng không? Vương của dị linh liếc nhìn Mục Thiên, lạnh nhạt nói, không biết Mục Thiên phủ chủ lần này đã chuẩn bị thần vật gì? Mục Thiên cười cười, sau đó ông ta xuất hiện trên bãi đá. Ông ta mở lòng bàn tay ra, một cây thích dài hình dáng quái dị xuất hiện trong tay ông ta. Mộc Chi nhìn thấy cây thích dài kia, hết sức kinh ngạc, thứ nguyên thần thích. Mục Thiên cười ha ha, tiên sinh quả nhiên hiểu biết. Đúng vậy, vật này là thứ nguyên thần thích của Thiên A tộc đến từ nền văn minh cấp 5. Nói xong, ông ta nhìn về phía vương của dị linh, vương của dị linh, vật này của ta không phải là đồ trang trí. Nói xong. Ông ta khẽ rung tay phải, trong phút chốc, không gian xung quanh đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, cả bốn phía trong đại điện trải đầy gai đen kỳ dị. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt các cường giả trong điện đều trở nên nghiêm túc. Mục Thiên nhìn vương của dị linh, ngươi thua rồi. Sắc mặt vương của dị linh có hơi khó coi. Lúc này, Mục Thiên đột nhiên đi đến trước thiên quan kia, ông ta nhìn một lượt thiên quan, sau đó cười nói, vương của dị linh. Bây giờ vật này là của thiên phủ ta rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía vương của dị linh. Vương của dị linh trầm giọng nói, chúng ta từng có giao ước, mỗi năm sẽ so bì thần vật, bên bị thua, không chỉ có thần vật thuộc về đối phương, còn phải trả thêm hai linh mạch thiên tinh. Diệp Huyên trầm lặng, hắn thật không ngờ, hai bên thế nhưng còn có tiền đặt cược này, chẳng trách lúc trước vương của dị linh muốn hắn dùng kiếm thanh huyên giúp đỡ. Đúng lúc này, Mục Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, các hạ, người có muốn cá cược một kèo không? Diệp Huyên híp mắt lại, cược với ta. Mục Thiên gật đầu, cược thanh kiếm trong tay các hạ kia. Diệp Huyên nhếch khóe miệng, Mục Thiên phủ chủ thật không đơn giản. Đối phương biết kiếm của hắn có thể tiến vào thời không tầng thứ 6, nhưng vẫn cược với hắn, có mưu mẹo. Mục Thiên cười nói, nếu các hạ thắng. Không chỉ thiên quan và thứ nguyên thần thích này thuộc về các hạ, ta còn trả thêm 5 linh mạch thiên tinh cho các hạ. Bên cạnh Diệp Huyên, vương của dị linh trầm giọng nói, tiểu hữu, có chiêu trò. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không bằng cược lớn một chút, cược 10 linh mạch thiên tinh. Ngươi thấy thế nào? Mục Thiên liền nói ngay, được. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên biến mất. Dị linh vương nghe thấy Mục Thiên đáp ứng nhanh như vậy, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Sao Mục Thiên lại tự tin như thế? Diệp Huyên nhìn Mục Thiên, mỉm cười, Mục Thiên phủ chủ không phải tự tin một cách bình thường. Mục Thiên cười nói, nếu hiện tại các hạ đổi ý, cũng được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía dị linh vương, thiên phủ có tổng cộng bao nhiêu quảng tinh? Dị linh vương trầm giọng nói, khoảng 12 cái. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thiên, cược 12 quảng thiên tinh. Mục Thiên không chút do dự, được. Được. Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút khiếp sợ, 12 quảng thiên tinh, đây chính là toàn bộ của cải của thiên phủ. Thiên phủ dựa vào cái gì lại dám lớn như vậy? Diệp Huyên cười nói, vậy bắt đầu đi, ta nghĩ, Mục Thiên phủ chủ hẳn là sẽ không dùng thứ nguyên thần thích để so với ta, đúng không? Mục Thiên cười nói, đương nhiên. Nói xong, ông ta quay đầu, cách đó không xa, có một cường giả mặc áo đen đang đứng đó. Cường giả áo đen giống Minh Đạo, toàn thân được bao trùm trong áo bào đen, không nhìn thấy gì cả. Áo bào đen đến trước mặt Diệp Huyên,
khàn khàn nói, các hạ hẳn là sẽ không đổi ý, đúng không? Diệp Huyên cười nói, sẽ không. Áo bào đen gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc ấn thủy tinh hình vuông xuất hiện ở trong tay ông ta. Trong nháy mắt, không gian quanh ấn thủy tinh hình vuông kia lập tức trở nên vặn vẹo, cùng lúc đó, thời không xung quanh thế nhưng cũng trở nên vặn vẹo vào lúc này. Dưới sự chú ý của mọi người, ấn thủy tinh hình vuông kia tiến vào thời không tầng thứ tư, sau khi tạm dừng trong phút chốc, nó lại lập tức tiến vào thời không tầng thứ năm. Thời không tầng thứ năm. Các cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Ấn thủy tinh này là gì? Vậy mà có thể tiến vào thời không tầng thứ năm. Nhưng vào lúc này, áo bào đen kia đột nhiên nói, áp. Vừa dứt lời, ấn thủy tinh hình vuông kia đột nhiên xoay trên trong giây lát, một áp lực thời không cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện trong đại điện, một vài cường giả thực lực hơi yếu lập tức bị vỡ tan thân thể. Tất cả cường giả đều biến sắc, bao gồm cả dị linh vương bên cạnh Diệp Huyên. Ấn thủy tinh hình vuông này vậy mà có thể mang áp lực thời không của thời không tầng thứ năm đến hiện thực. Mà còn chưa hết, dưới thao tác của áo bào đen, ấn thủy tinh hình vuông kia chợt trở nên hư ảo, giây lát, nó trực tiếp đến thời không tầng thứ sáu. Thời không tầng thứ sáu. Vô số cường giả ở đây nhìn thấy cảnh này, liền trợn mắt há mồm. Ấn thủy tinh hình vuông này lại có thể tiến vào thời không tầng thứ sáu. Nhưng mà, vẫn chưa chấm dứt, tại nơi Mai Tứ Phương tinh ấn tiến vào thứ sáu trọng thời không sau. Một áp lực thời không mạnh hơn gấp trăm lần ban nãy đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Trong nháy mắt, cả thiên tinh điện trực tiếp hóa thành hư vô. Các cường giả ở xung quanh đều hoảng hốt, lần lượt bỏ chạy, ngay cả dị linh vương và mục thiên còn cả minh đạo cũng đều lùi lại. Sức mạnh của áp lực thời không, cho dù là bọn họ cũng kiêng kỵ không thôi. Bọn họ đều là cường giả thập tam đoạn, có thể tiến vào thời không tầng thứ năm. Càng có thể kiểm soát thời không tầng thứ 5, nhưng là, bọn họ vẫn còn xa lạ đối với thời không tầng thứ 6 này. Dường như nghĩ đến điều gì, mấy người đều nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Huyên thế nhưng vẫn chưa lùi bước nào. Giờ phút này dị linh vương có hơi ngỡ ngàng, chẳng lẽ Diệp thiếu này vẫn luôn giả heo mà ăn thịt hổ. Trước mặt Diệp Huyên, áo bào đen khàn khàn nói, các hạ, vật này tên linh ấn thời không. Không chỉ có thể nhờ nó tiến vào thời không tầng thứ 6, còn có thể thông qua nó kiểm soát lực thời không của thời không tầng thứ 6. Không biết kiếm của các hạ cũng có thể làm được hay không? Diệp Huyên cười nói, chẳng trách các ngươi tự tin như thế, hóa ra là có thần vật bậc này. Áo bào đen nói, Diệp công tử, đến ngươi rồi. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, khi đó ấn thời không trở lại trong tay ông ta, trong phút chốc. Áp lực thời không khủng bố kia biến mất không chút tung tích. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, không biết ấn thời không của các hạ có thể tiến vào thời không tầng thứ 7 không? Áo bào đen nói, không thể. Thời không tầng thứ 7 vô cùng huyền bí, bất kỳ thần vật nào cũng không thể tiến vào trong đó, đây là tuyệt đối. Đúng lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên trực tiếp tiến vào thời không tầng thứ 6. Mà mọi người còn chưa phản ứng lại, kiếm Thanh Huyên đã lại tiến vào thời không tầng tiếp theo, cũng chính là thời không tầng thứ 7. Các cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt. Xa xa phía sau Diệp Huyên, dị linh dương và minh đạo đã bắt đầu run rẩy cả người. Đối với bọn họ mà nói, thời không tầng thứ 6 là xa lạ, mà thời không tầng thứ 7 với bọn họ mà nói không phải xa lạ, nó quả thật là một truyền thuyết không dám nghĩ đến. Mà hiện tại, bọn họ chính mắt nhìn thấy thời không tầng thứ 7. Áo bào đen trước mặt Diệp Huyên cũng trầm lặng, tay ông ta đang run. Thời không tầng thứ 7. Kiếm của đối phương lại có thể tiến vào thời không tầng thứ 7, người khác không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng ông ta biết. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn áo bào đen trước mặt, cười nói, còn so nữa không? Áo bào đen trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta thua rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, Quảng Thiên Tinh của ta đâu? Vẻ mặt Mục Thiên khó coi đến cực điểm. Ông ta thật không ngờ này áo bào đen thế mà lại thua, phải biết rằng, áo bào đen này là đến từ nơi đó. Lúc này,
áo bào đen mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đổ có khoảng 12 quảng thiên tinh. Diệp Huyên đương nhiên sẽ không khách khí, hắn thu lấy, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, áo bào đen đột nhiên nói, không biết các hạ đến từ nơi nào. Diệp Huyên dừng bước chân, hắn cười nói, sao thế? Áo bào đen nói, kiếm này của các hạ có bán không? Diệp Huyên nheo mắt, người muốn mua kiếm này. Áo bào đen gật đầu, các hạ có thể ra giá, bất kỳ điều kiện gì, cũng có thể bàn. Diệp Huyên cười nói, ta nghĩ chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Áo bào đen thấy Diệp Huyên không từ chối, tay phải nắm chặt dần buông lỏng. Nếu không trực tiếp từ chối, vậy nghĩa là có thể có bàn. Ông ta kiêng dè với Diệp Huyên, nhưng theo ông ta thấy, kiếm của Diệp Huyên có thể tiến vào thời không tầng thứ 7, không có nghĩa là Diệp Huyên có thể tiến vào thời không tầng thứ 7, giống như ấn thời không của ông ta vậy, ấn thời không có thể tiến vào thời không tầng thứ 6, nhưng ông ta cũng không thể tiến vào thời không tầng thứ 6. Một thần vật có thể tiến vào thời không tầng thứ 7. Nhất định phải có được. Sau khi đám người Diệp Huyên rời đi, Mục Thiên nhìn về phía áo bào đen. Trầm giọng nói, lão si, Diệp Huyên này có khả năng đến nền văn minh cấp 6 không? Áo bào đen lắc đầu, tuyệt đối không phải. Mục Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Áo bào đen nhẹ giọng nói, bởi vì cho dù là thiên A tộc lúc trước cũng chưa từng tiếp xúc với nền văn minh cấp 6, còn nữa, không phải tiến vào thời không tầng thứ 7, thì có thể tính là nền văn minh cấp 6. Đừng nói đạt tới nền văn minh cấp 6, cho dù là muốn đạt tới văn minh cấp 5. Cũng không đơn giản như vậy. Sự phức tạp và khó khăn trong đó, cần một chủng tộc phấn đấu ít nhất hàng chục triệu năm. Sắc mặt Mục Thiên trầm xuống. Áo bào đen lại nói, thay ta chú ý người này, ta phải chuẩn bị một chút. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mục Thiên nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên một chút lo lắng, hiển nhiên, lão si đối với thanh kiếm của Diệp Huyên là tình thế bắt buộc. Diệp Huyên đi theo Dị Linh Vương về tới Dị Linh Tộc, mà sau khi về Dị Linh Tộc, Diệp Huyên liền nói ngay, tiền bối, người có biết áo bào đen lúc nãy là người như thế nào không? Dị Linh Vương lắc đầu, không biết, nhưng, ta có thể chắc chắn, đối phương tuyệt đối không phải người của Thiên Phủ. Diệp Huyên nói, có thể giúp ta điều tra một chút không? Dị Linh Vương gật đầu, đương nhiên, khi trở về, ta đã cho người điều tra đối phương rồi. Nhưng mà... Nói đến đây, ông ta trầm giọng nói, sợ là khó có thể tra ra được gì. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó cười nói, tiền bối, ta phải bế quan một thời gian. Dị Linh Vương gật đầu, được. Nói xong, ông ta hơi do dự, sau đó nói, hôm nay đa tạ tiểu hữu giúp đỡ, nếu không, thiên quan và quảng thiên tinh của Dị Linh tộc đều đã là của Thiên Phủ rồi. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ. Dị Linh Vương cười nói, mặc kệ như thế nào, đa tạ. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa, hắn vào trong đại điện, sau đó trở lại tháp nhỏ. Sau khi vào tháp nhỏ, sắc mặt Diệp Huyên trở nên âm trầm. Áo bào đen kia rõ ràng là nhằm vào hắn mà tới. Như vậy vấn đề đến rồi, đối phương rốt cuộc là ai? Có thể có thần vật như ấn thời không, chắc chắn không phải người bình thường. Rất có khả năng là đến từ nền văn minh cấp 5. Nền văn minh cấp 5. Diệp Huyên nhíu mày thật sâu, bản thân lại bị nền văn minh cấp 5 theo dõi. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong ta, lắc đầu cười, vốn tưởng rằng sau khi đến vũ trụ thiên linh này, có thể trải qua vài ngày yên ổn, thật không ngờ tới, hiện tại lại xuất hiện một kẻ địch thần bí. Thật là đau đầu. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi chớ nên lo lắng, xem nhẹ sống chết, không phục thì làm, chúng ta đã từng sợ ai bao giờ. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, tiểu tháp, ta phát hiện ngươi gần đây thật sự có hơi tự đại. Tiểu tháp nghiêm mặt nói, tiểu chủ, ta đã được thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua, nhìn ra toàn bộ vũ trụ, ngoài chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu ra, ai có thể làm gì được tiểu tháp ta. Diệp Huyên, tiểu tháp lại nói, dù sao ta không lo lắng gì cả. Diệp Huyên không nói gì, từ sau khi tiểu tháp được Thanh Nhi cải tạo, đã rất tự đại. Ngoài chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, nó đã không còn để bất kỳ người nào vào mắt rồi.
Không đúng, nó ngoài Thanh Nhi ra, ngay cả cha và đại ca cũng sắp không để vào mắt nữa rồi. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn phải bắt đầu tiến lên thập đoạn. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó không biết tên bên trong tinh vực. Huyễn tộc. Tộc trưởng Huyễn tộc đứng trên tường thành, ông ta nhìn tinh không, ông ta lúc này, từ thập lục đoạn đã nâng lên đến thập thất đoạn, mà thập thất đoạn còn được gọi là trí tuyệt cảnh. Đây là giới hạn cao nhất mà nền văn minh cấp 6 hiện nay có thể đạt đến. Mà sở dĩ ông ta có thể đột phá, chính là nhờ sự chỉ điểm lúc trước của cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng. Nghĩ vậy, sắc mặt của tộc trưởng Huyễn tộc dần trở nên nghiêm túc, cho dù là ông ta hiện tại, mỗi khi nhớ tới cô gái váy trắng kia, ở sâu trong lòng đều không kìm nổi sự sợ hãi. Cô gái kia rốt cuộc mạnh như thế nào? Ông ta không biết. Cũng không có cách nào dự đoán đánh giá thực lực của đối phương. Đúng lúc này, không gian trước mặt tộc trưởng Huyễn tộc đột nhiên bị tách ra, ngay sau đó, một gã cường giả Huyễn tộc xuất hiện trước mặt tộc trưởng Huyễn tộc, gã cường giả Huyễn tộc kia hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta tìm thấy Diệp thiếu rồi. Nghe vậy, đồng tử mắt của tộc trưởng Huyễn tộc co rụt lại. Chấm chấm chấm. Tộc trưởng Huyễn tộc nhìn chằm chằm cao thủ Huyễn tộc trước mặt, bây giờ Diệp thiếu đang ở nơi nào? Cao thủ Huyễn tộc trầm giọng nói, bây giờ hắn đang ở vũ trụ thiên linh. Tộc trưởng Huyễn tộc nhíu mày, vũ trụ thiên linh. Cao thủ Huyễn tộc gật đầu, một vũ trụ có nền văn minh cấp 4. Tộc trưởng Huyễn tộc hơi nghi ngờ, vì sao Diệp thiếu lại ở vũ trụ có nền văn minh cấp thấp như vậy? Cao thủ Huyễn tộc lắc đầu, không biết. Tộc trưởng Huyễn tộc im lặng một lát rồi nói, truyền lệnh xuống, hễ là cao thủ đạt đến thập tứ đoạn của tộc ta, toàn bộ tiến về vũ trụ thiên linh đón Diệp thiếu. Nghe vậy. Cao thủ Huyễn tộc hơi ngỡ ngàng, chuyện này. Tộc trưởng Huyễn tộc nhìn cao thủ Huyễn tộc trước mặt, có vấn đề gì sao? Cao thủ Huyễn tộc kia do dự một chút, sau đó nói, toàn bộ. Tộc trưởng Huyễn tộc gật đầu, không chỉ như vậy, ta còn muốn đích thân đi. Chuyện này. Trên mặt cao thủ Huyễn tộc tràn đầy kinh ngạc, tộc trưởng. Tộc trưởng Huyễn tộc chậm rãi nhắm mắt lại, tộc ta phải dùng quy cách cao nhất nghênh đón Diệp thiếu. Cao thủ Huyễn tộc. Trong tiểu tháp. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên đã có thể trồng chất từ thời không tầng 1 đến thời không tầng 4, đồng thời hình thành áp lực thời không. Có thể nói, bây giờ hắn đã được coi là cao thủ thập đoạn, đặc biệt với kiếm Thanh Huyên và kiếm kỹ của bản thân, trong cùng cấp, hắn gần như là tồn tại vô địch. Nhưng mà, hắn lại phát hiện một vấn đề chí mạng, đó chính là từ khi hắn tiếp xúc với thần nhân tộc đến nay. Tu luyện của hắn không thể rời bỏ thời không chi đạo, bao gồm cả dị linh tộc bây giờ, họ đều chú trọng nghiên cứu thời không chi đạo. Đây đương nhiên không phải vấn đề, nhưng mà, hắn cũng không quên, Diệp Huyên hắn chính là một kiếm tu. Lời đại ca nói lúc trước khiến hắn hơi khiếp sợ, bởi vì đại ca căn bản không hiểu chút gì về thời không chi đạo, đại ca chỉ hiểu kiếm. Nhưng kiếm của đại ca có thể phá vỡ tất cả thời không. Kiếm tu. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, chìm vào im lặng. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề tu kiếm, chỉ tu thời không chi đạo, mà quả thật thời không chi đạo của hắn đã mạnh lên không ít, hắn bây giờ không chỉ vô địch trong thập đoạn, mà cho dù là cao thủ thập nhất đoạn cũng không chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà, trình độ kiếm đạo của hắn lại không hề tăng lên chút nào. Kiếm. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, thầm thở dài một hơi. Khoảng thời gian này mình đã lơ là kiếm đạo rồi. Hắn cũng muốn nâng cao kiếm đạo, thế nhưng, bây giờ kiếm đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh. Muốn tăng cao thêm nữa, rất khó. Có thể nói, trong số những kiếm tu của nhân tộc, ngoài ba người cha ra thì hắn là lợi hại nhất. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể tự mình trau dồi kiếm đạo. Dường như nghĩ đến điều gì, chân mày Diệp Huyên cau lại, gần đây mình đột phá không ít. Nhưng vì sao ấn ký kiếm đạo của cha và đại ca lại không có chút động tĩnh gì? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên tập trung cảm nhận hai ấn ký kiếm đạo kia, nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hai ấn ký kiếm đạo này sẽ không bị cha động tay động chân gì rồi chứ? Đúng lúc này, ngoài cửa điện vang lên tiếng nói của vương của dị linh, Diệp Huyên tiểu hữu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, rời khỏi tiểu tháp, hắn mở cửa điện ra.
Vương của Dị Linh trầm giọng nói, tiểu hữu, có một tin tức xấu. Diệp Huyên nhíu mày, cái gì? Vương Dị Linh gật đầu, áo bào đen kia đến từ nền văn minh cấp 5. Diệp Huyên khẽ cười nói, giống như ta đoán. Vương Dị Linh lại nói, ông ta nhất định muốn kiếm của tiểu hữu, có lẽ sẽ hành động ngay thôi. Diệp Huyên khẽ nói, không ngờ ta vừa tới nơi này đã bị người của nền văn minh cấp 5 để mắt tới, ta thật sự bội phục chính mình. Vương của Dị Linh trầm giọng nói, mục tiêu của đối phương là kiếm của tiểu hữu. Diệp Huyên đang định nói chuyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một uy áp kinh khủng từ chân trời kéo đến. Uinh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên hư ảo. Sắc mặt Vương của Dị Linh chợt thay đổi dữ dội, đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi chân trời đột nhiên vỡ nát, một cao thủ thần bí mặc áo bào đen chậm chậm bước ra. Nhìn thấy áo bào đen này, sắc mặt Vương của Dị Linh lập tức trầm xuống. Đối phương không hề nể mặt Dị Linh tộc chút nào. Áo bào đen nhìn Diệp Huyên ở bên dưới, khàn giọng nói, Diệp công tử, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi. Diệp Huyên cười nói, không biết các ngươi ra giá bao nhiêu mua kiếm của ta. Áo bào đen nói, mạng của Diệp công tử. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, nói như vậy, nếu như ta không bán, mạng ta sẽ không còn. Đúng không? Áo bào đen nói, đúng. Lúc này, Vương của Dị Linh ở bên cạnh đột nhiên nói, các hạ cũng ngang ngược quá rồi. Áo bào đen nhìn về phía Vương của Dị Linh tộc ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Vương của Dị Linh nhìn áo bào đen, nhúng tay thì sao? Áo bào đen gật đầu, tay phải ông ta khẽ vung lên, trong chớp mắt, xung quanh ông ta xuất hiện hơn 30 hư ảnh. Nhìn thấy hơn 30 hư ảnh này, sắc mặt Vương của Dị Linh lập tức trở nên nghiêm túc. Thực lực của những hư ảnh này thấp nhất cũng là thập nhị đoạn. Mà trong đó còn có 5 người thập tam đoạn, cộng thêm áo bào đen kia, vậy là có tới 6 cao thủ thập tam đoạn. 6 vị thập tam đoạn. Phải biết, trong Dị Linh tộc chỉ có 2 vị cao thủ thập tam đoạn, cao thủ thập nhị đoạn nhiều hơn chút, nhưng cũng mới có 9 vị. Chỉ với đội hình trước mặt, đối phương đã áp đảo Dị Linh tộc rồi. Sắc mặt Vương của Dị Linh hơi khó coi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, đây là chuyện của ta và các ngươi, không liên quan đến Dị Linh tộc, chúng ta chuyển sang chỗ khác nói. Hắn không có lý do gì lôi Dị Linh tộc xuống nước, dù sao Dị Linh tộc cũng không nợ hắn cái gì, ngược lại, đối phương đã giúp hắn rất nhiều rồi. Nếu bây giờ còn cưỡng ép lôi đối phương xuống nước, vậy đúng là không trượng nghĩa. Chân trời, áo bào đen gật đầu, được. Vương của Dị Linh muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, việc này không liên quan đến các ngươi, cảm ơn chiêu đãi và giúp đỡ của Dị Linh tộc trong mấy ngày qua. Vương của Dị Linh khẽ thở dài, tiểu hữu, ta rất xin lỗi. Ông ta muốn giúp Diệp Huyên, nhưng mà cái giá quá lớn. Ông ta là tộc trưởng, không thể làm việc theo cảm tính, phải biết, nếu như ông ta cố giúp Diệp Huyên, vậy vô số người trong tộc sẽ phải chết. Hơn nữa, còn không chắc giúp được gì, phải biết rằng. Áo bào đen trước mắt này đến từ nền văn minh cấp 5, đây không phải người mà Dị Linh tộc bây giờ có thể đối chọi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn biến mất khỏi nơi này, khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đi đến một vùng tinh không vô tận, mà đám người áo bào đen kia cũng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn áo bào đen. Cười nói, người muốn đơn đấu hay đánh hội đồng? Áo bào đen nói, đánh hội đồng. Vừa dứt lời, đám cao thủ sau lưng ông ta lập tức xông về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật, mẹ nó, không đi theo kịch bản gì cả. Nhìn mấy chục người xông tới kia, khóe miệng Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, trong chớp mắt, cả người hắn biến thành một người máu, ngay sau đó, tay cầm kiếm Thanh Huyên của hắn bỗng nhiên bổ về phía trước. Xoẹt. Một luồng kiếm quang màu máu phá không bay ra. Cao thủ thập tam đoạn cầm đầu vung tay đấm lên trên kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó bất chợt chém xuống một kiếm. Thuật rút kiếm. Thuật rút kiếm chồng chéo 2800 đường. Đây là cực hạn hiện giờ của hắn, là cực hạn thật sự.
bởi vì hắn đã sử dụng cả huyết mạch chi lực rồi. Kiếm này vừa chém xuống, thời không tầng 4 trực tiếp vỡ vụn. Ầm ầm. Cao thủ thập tam đoạn kia bị chém lùi ra ngoài mấy nghìn trượng, nhưng mà lúc này, một luồng sức mạnh to lớn cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Huyên. Quỳnh. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên chợt lùi ra ngoài vạn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, một trường ấn khổng lồ dài đến vạn trượng từ trên trời giáng xuống, uy áp mạnh mẽ nghiền nát chôn vùi tầng không gian quanh hắn. Diệp Huyên chợt dậm chân phải, rút kiếm chém ra. Một luồng kiếm quang chém thẳng vào trường ấn khổng lồ kia, trường ấn run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, Diệp Huyên cầm kiếm chặn lại, sau đó thi triển ra kiếm vực. Quỳnh! Luồng sức mạnh to lớn kia bị kiếm vực chặn lại, mà lúc này, không gian quanh hắn đột nhiên trở nên hư ảo. Diệp Huyên chợt quay đầu, cách đó không xa, một cao thủ thần bí đang lặng lẽ niệm chú, dần dần, Diệp Huyên bắt đầu rơi xuống. Người ngoài nhìn vào, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng thật ra hắn đang điên cuồng rơi xuống. Vực sâu thời không. Đúng lúc này, cả người Diệp Huyên bỗng nhiên mở đi, ngay sau đó, hắn trở về hiện thực. Nhìn thấy cảnh tượng này, áo bào đen sầm mặt lại, vực sâu thời không vô dụng với Diệp Huyên. Những cao thủ bên cạnh đang định ra tay lần nữa, áo bào đen lại giơ tay phải lên ngăn cản, những cao thủ kia lập tức lùi sang một bên, áo bào đen mở lòng bàn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong chốc lát, vô số áp lực không gian khủng khiếp đột nhiên từ xung quanh Diệp Huyên xông ra. Áp lực không gian đa chiều của thời không tầng 5. Sắc mặt Diệp Huyên lại không hề thay đổi, mặc cho những áp lực không gian đó bao phủ hắn, nhưng mà, hắn lại chẳng hề xảy ra chuyện gì. Áo bào đen nheo mắt, sao có thể? Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, linh ấn thời không kia xuất hiện trong tay ông ta, sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên vỡ nát, ngay sau đó, một áp lực thời không mạnh hơn trước mấy chục lần phủ xuống, cùng với áp lực thời không này xuất hiện, không gian xung quanh trực tiếp biến mất. Áp lực thời không tầng 6. Diệp Huyên vẫn không tránh không né, mặc cho những áp lực thời không đó nghiền ép trên người mình. Quỳnh. Khu vực Diệp Huyên đứng trực tiếp bị chôn vùi, nhưng hắn lại chẳng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, sao có thể? Nơi xa, khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên lộ vẻ dữ tợn, ông đây miễn dịch với bất kỳ áp lực thời không nào. Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất, trong nháy mắt một sợi kiếm quang chém xuống trước mặt áo bào đen giơ tay chặn lại. Quỳnh. Kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, một vùng kiếm quang bao phủ ông ta. Phương Thốn kiếm vực. Ầm ầm. Cùng với vùng kiếm quang vỡ vụn, áo bào đen liên tục lùi về phía sau, mà trong quá trình lùi lại, một thanh phi kiếm màu máu đột nhiên bay đến. Áo bào đen lần nữa giơ tay chặn lại. Xoẹt. Cánh tay phải của áo bào đen bay ra ngoài, cùng lúc đó, kiếm thanh huyên chém vào trước ngực áo bào đen. Ầm. Áo bào đen chợt lùi ra xa vạn trượng, cơ thể vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nơi xa hơi cong khóe miệng, hắn đột nhiên phát hiện, sau khi vực sâu thời không và áp lực thời không không còn hiệu quả với hắn, những cao thủ thập tam đoạn trước mắt chẳng còn mạnh mẽ như vậy. Chênh lệch giữa cao thủ thập đoạn và cao thủ thập tam đoạn là gì? Chính là thành tựu trên mặt thời không, cao thủ thập tam đoạn có thể lợi dụng thời không tầng 5 tiêu diệt cao thủ thập đoạn. Áp lực thời không của thời không tầng 5 tuyệt đối không phải là thứ mà cao thủ thập đoạn có thể ngăn cản. Nhưng Diệp Huyên là một ngoại lệ. Hắn miễn dịch với áp lực thời không. Nói cách khác, nếu muốn giết Diệp Huyên hắn, không thể dùng áp lực thời không, chỉ có thể dùng sức mạnh đơn thuần. Áo bào đen nhìn về phía Diệp Huyên, vì sao áp lực thời không không có hiệu quả với ngươi? Khóe miệng Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, bởi vì ông đây có một muội, hiểu không? Ông lão ác bào đen. Muội. Áo bào đen hơi mờ mịt, là thứ đồ gì? Diệp Huyên cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang màu máu biến mất khỏi nơi này. Đồng tử áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, bây giờ ông ta chỉ còn linh hồn căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Huyên, ông ta vội vàng nói, đồng loạt ra tay. Vừa dứt lời, những cao thủ thần bí sau lưng ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên. Đùng đùng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng tinh vực dần dần sụp đổ.
Sau khi áp lực thời không của bọn họ không còn hiệu quả đối với Diệp Huyên, đám cao thủ thần bí kia rất đau đầu. Kiếm của loài người này quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không dám cứng rắn chống đỡ kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, mà không chỉ kiếm, kiếm kỹ của loài người trước mắt cũng cực kỳ kinh khủng. Quan trọng nhất chính là, cho dù bọn họ trốn vào thời không tầng 5 thì loài người này vẫn có thể theo vào. Mặc dù loài người này không thể sử dụng áp lực thời không của tầng 5, nhưng hắn có thể tiến vào. Khi nhìn thấy Diệp Huyên tiến vào thời không tầng 5, bọn họ đều choáng váng. Đây là thao tác gì vậy? Một tên thập đoạn lại có thể tiến vào thời không tầng 5. Quan trọng nhất chính là, lực lượng thời không của thời không tầng 5 này không có tác dụng gì đối với loài người trước mắt. Bên trong thời không tầng 5, Diệp Huyên bỗng nhiên chém ra một kiếm, trong khoảnh khắc kiếm này vừa chém ra, một vùng kiếm quang màu máu ập xuống, những nơi đi qua, lực lượng thời không tầng 5 thi nhau né tránh. Nơi xa, sắc mặt đám cao thủ thần bí khó coi đến cực điểm. Lúc này, một cao thủ thập tam đoạn đột nhiên bước lên trước một bước, tay phải ông ta chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một luồng sức mạnh to lớn ngưng tụ trong nắm đấm của ông ta, sau đó, ông ta bỗng nhiên tung ra một cú đấm. Ầm ầm. Vùng kiếm quang màu máu vỡ vụn, cao thủ thập tam đoạn kia liên tục lùi lại, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay tới. Đồng tử cao thủ thập tam đoạn kia bỗng nhiên co rụt lại, ông ta nhanh chóng mở lòng bàn tay, một tấm thuẫn tròn chắn trước mặt ông ta. Uinh uinh. Tấm thuẫn tròn kia trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, cả người ông ta lùi nhanh về phía sau, lần lùi này đã lùi luôn vào trong vực sâu thời không vô tận. Sau khi tiến vào vực sâu thời không, sắc mặt cao thủ kia thay đổi kịch liệt, bọn họ không giống như Diệp Huyên, có thể không quan tâm đến vực sâu thời không. Bên trong vực sâu thời không này có một lực hút thời không cực kỳ khủng bố, mà đây cũng chính là thứ cao thủ như bọn họ kiêng kỵ nhất. Thời không càng mạnh mẽ, vực sâu thời không càng khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.